Nghe kể chuyện ma đêm khuya xin chào các bạn Và đêm nay thì Ngọc Mai sẽ tiếp tục trở lại với các bạn Qua câu chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân Tác giả Thanh Tử truyện được biên dịch bởi dịch giả Tăng Điệp Thuộc website tầm hoan.com Và cộng tác viên cho Thuộc website giữa vai tẻ.com Và trước khi vào chuyện thì Ngọc Mai có đôi lời muốn nói Trước hết thì bọn mình xin cảm ơn các bạn Vì đã theo dõi và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua và thứ hai là nếu các bạn muốn nghe thêm nhiều chương hơn, hãy like và chia sẻ giúp bọn mình, bởi đây là nguồn thu chính duy nhất để bọn mình có thể duy trì kênh để hoạt động. Vấn đề thứ ba là hiện tại bên mình đang rất thiếu bản dịch, vì thế bạn nào biết dịch thì vui lòng gửi cho bọn mình thông qua fanpage Facebook hoặc thông qua email, cái này mình để dưới mô tả. Và ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Chương 644: Bác bì huyết thi. Hình dạng giống người, cả người đỏ rực diệp thiếu dương chưa kịp suy nghĩ cẩn thận ta vô tình chỉ xuống cẳng chân hắn kinh hái hét lên Tại nó vẫn bám trên anh kia kìa diệp thiếu dương dùng hết sức gỡ được cánh tay đang nắm chân mình xuống sau đấy hắn nhìn kỹ tức khắc chấn động bàn tay này có đến 7 ngón tay toàn bộ cánh tay đều không có da toàn bộ là cơ bắp và mạch máu giống như là một bầy run bám trên tay nhìn qua cực kỳ buồn nôn bàn tay này trông rất giống tay người chỉ có điểm khác là ở giữa mọc thêm hai ngón tay Ở nửa móng tay sắc nhọn giống hệt như là dã thú Tạ vô tình giật mình hỏi Đây, đây là cái gì? Diệp Thiếu Dương không lên tiếng Nhìn vào vết đứt trên cánh tay đang chảy máu màu xanh Hắn dùng chấm một chút máu đưa lên nếm thử Tạ vô tình nói Này, có ngon không? Cô thử đi Diệp Thiếu Dương nhổ nước bọt trầm giọng nói Là thi huyết Tôi biết nó là thứ gì rồi Chính là bác bí huyết thi Hắn ngập ngừng một lúc nói tiếp Đây là một loại huyết thi Nhưng lại là dùng một loại phương pháp cực kỳ tàn nhẫn để tạo thành Chắc hẳn là cô đã nghe qua Chuyện dùng thủy ngân lột da người chứ Ý của anh là Ở trên đầu dạch Hai vết hình chữ thập kia Sau đấy rót thủy ngân vào Da không ngừng chóc ra Diệp Thứ Dương gật đầu ừ. Nhưng trên thực tế nếu dùng phương pháp này để lột da Nhiều nhất chỉ có thể lột đến cổ Nạn nhân đã chết rồi Cách tạo ra bác vì là một phương pháp khác Đầu tiên kiếm một cái nồi to, bên trong chứa đầy nhựa đường lỏng, sau đấy rạch ra trên hai khuỷu tay, hai cổ tay và hai gót chân của nạn nhân, giống như cách nấu ếch xanh bằng nước ấm vậy. Tiếp theo thả nạn nhân vào trong nồi đun nóng, nạn nhân sẽ không chịu nổi phải bò ra khỏi nồi. Nhưng cả người đều bị dính nhựa đường, kiểu gì cũng không bò nổi. Cho đến khi nhựa đường đạt đến nhiệt độ nhất định, chỉ cần để nhiệt độ vừa phải, cứ như vậy có thể đảm bảo nhựa đường không khô lại, cũng không đến mức quá nóng. Nhưng sẽ khiến người trong nồi thấy cực kỳ đau đớn Sẽ không ngừng muốn bò ra khỏi nồi Vì khuỷu tay khuỷu chân bị rạch ra Nên khi dùng sức Da trên người bị nhựa đường giữ chặt Lột dần mất lớp da Tạ vô tình nghe hắn kể Dùng tay bị kín miệng mình Cố gắng giữ bình tĩnh Nàng có điều nghi ngờ Con người có thể chịu được cực hình như vậy à Có thể chịu đến mức lột da toàn thân Nếu như cô bị đưa vào hoàn cảnh đấy Cô sẽ biết tiềm lực con người mạnh đến mức nào Con người khi bị đó đến cực hạn Biết rau ăn vào sẽ chết Nhưng tới cả đất cũng có thể ăn Đó chính là bản năng sinh tồn Khó có thể dùng lẽ thường để miêu tả được Tạ vô tình cố sức gật đầu nói Nhưng mà tại sao lại phải tạo ra loại cực hình như vậy cho người khác Hay đơn thuần chỉ vì trừng phạt Diễn Thứ Dương lắc đầu Kể cả có thâm thù lớn tới mức nào Cũng không cần thiết phải làm vậy Chỉ có pháp sư làm như vậy Vì muốn tạo ra bác bì huyết thi Sau khi nạn nhân bị lột hết da Cũng chưa chết ngay Lúc này Pháp Sư sẽ bỏ người này vào bên trong một cái quan tài Quan tài thường được làm bằng gỗ du Bên trong đổ đầy máu của năm loài thú có linh Nạn nhân sau khi bị bỏ vào Lập tức đóng chặt, chôn sâu xuống đất một trượng Rồi phủ kín đất Nạn nhân sau khi bị lột ra Sẽ không ngừng hấp thu máu thú vào trong cơ thể Cho tới khi chết Trong cơ thể máu người này đã bị hòa lẫn với máu thú Khi chết tất cả thống khổ Sẽ sinh ra một luồng oán khí không tan cho quan tài kín không thoát ra được Lại được thi thể hấp thụ như vậy hình thành cương thi Vì là ngâm trong máu thú Mà thành cương thi nên được gọi là huyết thi Phương pháp này có phải xem Các loại máu thú là gì Các loại máu khác nhau Yêu cầu thời gian hấp thu cũng khác nhau Thường sẽ là cửu xà bát hồ thập nhị hoàng Sau đấy pháp sư vì phòng ngừa cương thi phản chủ Sẽ dùng đinh đá Được yểm đóng vào đỉnh đầu cương thi Tiêu diệt tam hồn lục phách Chỉ trở lại một phần bệnh hồn Dùng để nhận biết các vật xung quanh Duy trì hành động nhanh nhẹn Và khả năng phản ứng bởi vậy huyết thi không chậm chạp giống như là cương thi bình thường khác Thực lực bác vì huyết thi cũng phải xem chất liệu quan tài Cùng với loại máu thú vật đã sử dụng mà quyết định Nhưng cho dù là loại bác vì huyết thi bình thường nhất Thực lực cũng không kém thi mau là mấy Vừa rồi nếu không phải tôi đã dùng thất tinh long tuyền kiếm được kích tập kích Đã không dễ dàng đả thương đến nó như vậy Ngày xong Diệp Thiếu Dương nhìn xuống ao nước Trong lòng hết sức nghi hoặc Nơi này là ao để ngâm xác Lại không phải là cấm địa cổ mộ Tại sao lại có bác bì huyết thi tồn tại? Mà này, anh chỉ xem một bàn tay Sao có thể đoán ra nó là bác bì huyết thi? Thì nhìn hai ngón tay của nó sẽ biết thôi mà Diệp Tiếu Dương nói rồi Cầm cái tay kia lần thứ hai Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tràng tiếng động Như là tiếng ai đấy đang bò Diệp Tiếu Dương bỗng nhiên quay đầu lại Thì nhìn thấy một con cương thi Cả người đều là lông trắng Nó xuất hiện ở trước cửa phòng Ngồi sổm trên mặt đất giống như một con ếch Mặt nó không biết bị thứ gì đánh nát Bẹp dí Miệng rách tới tận mang tai Nó tới gần bạch hổ thất tú trận Nhẹ răng trợn mắt với hai người dịp thiếu dương Bạch Mao cương thi, Rốt cuộc cũng xuất hiện Bởi có cơ duyên tu luyện mà thành thi ma Hai tay hai chân nó đều cong Linh hoạt tự nhiên Cho nên mới khó đối phó Trên người bạch Mao cương thi Mặc quan phục cổ đại Đúng với hình tượng cương thi ta hay thấy nhưng quan phục đã có nhiều chỗ bị rách lỗ ra đám lông trắng cực dài Đội nhiên Diệp Thiếu Dương chú ý tới đôi mắt của nó Có cắm một thanh kiếm gỗ màu đen Thì ra mặt nó bị pháp sư đánh nát Bảy màu cương thi xoay vài vòng Quanh bạch hổ thất tú trận Cũng không thể tìm được lối vào trong phòng Vì thế nó quỳ dạp trên mặt đất Khom người trước bảy cây nến Sau đây há cái mồm rộng đến mang tai Chảy ra một dòng nước màu vàng Dùng sức thổi mạnh một ngọn nến trước mặt một luồng gió tanh hôi thổi qua Ánh nến lai động như không tắt Tạ vô tình run rẩy hỏi Này nó đang làm gì vậy Nó dùng thi khí thổi tắt nến Với tư vi của nó Trận pháp này có thể cầm chân khoảng hơn 10 phút Diệp Tiểu Dương thầm nhíu mày Hắn vẫn quá tự tin Cho rằng bài ra bạch hổ thất tú trận Có thể ngăn cản một con thi ma Dù trong phòng có nhiều cương thi tới Cũng không sợ Nào nghĩ tới trong phòng còn có một con bác bì huyết thi đang chờ Nhìn quanh Diệp Tiếu Dương quyết định không thể cho thi ma bỏ vào Bằng không nó cùng bác bị huyết thi trong ao Trước sau giáp công Hắn còn phải bảo vệ cho tạ vũ tình không thể đối phó Nhìn nếu ra bên ngoài đánh Diện tích quá nhỏ Thi ma tốc độ cực nhanh Động tác lại linh hoạt Mà quan trọng nhất chính là ánh sáng không đủ Hơn nữa cương thi có thể nhìn qua bóng tối Bao nhiêu thứ lợi đều nghiêng về đối phương Cho nên biện pháp tốt nhất Chính là phải dùng một đòn miểu sát Cô đừng im nhé, đừng nhúc nhích Chờ tôi một lúc Diệp Tử Dương ném ba lô xuống mặt đất Lấy ra một cái chén Hắn mở một lọ nước sạch, đổ khoảng nửa chén Sau đấy bỏ thêm chu sa, bí ngân, hùng hoàng Và một số pháp dược khác Tiếp theo hắn vạch ngón giữa Bóp vào trong đấy một chút máu Chương 645 Hóa thi hoàn Tạ vô tình thấy như thế Cao mày hỏi Anh làm gì vậy? À tôi chuẩn bị tư huyết hóa thi hoàn Cần có máu của bốn loại giã thú hòa chung Sau đấy luyện hóa Diệp Tử Dương nói xong Lấy một tấm hỏa phù đốt lửa dưới chén Máu của bốn loại giã thú Lúc này mới chỉ có máu của anh thôi à Thôi cô im lặng chút đi được không Diệp Tiểu Dương trừng mắt với nàng giận dữ nói Bây giờ lấy đâu ra máu của bốn loại thú Đành phải dùng máu của tôi thay thế thử thôi Nói rồi Diệp Tiểu Dương ngẩng đầu nhìn Bảy Mao Cương Thi đang ngồi xổm trên đất, không ngừng dùng thi khí thổi nến. Bể cây nến đã bị tắt mất một cây, cây thứ hai cũng chuẩn bị như là sắp tắt. À, không hay. Tại vô Tình vỗ vai dịp Thiếu Dương chỉ về ao nước. Có một con cương thi đang leo lên bể, tiếp theo là con thứ hai, thứ ba. Bốn một con đều là những tiêu bản cơ thể người được dùng để giải phẫu, hiện tại đều đã trở thành những cái xác không hồn. Dịp Thiếu Dương sớm đoán được Bọn chúng sẽ tập trung lại trước khi chúng còn chưa tỉnh Thế nhưng không biết vì sao mà đến bây giờ chúng mới bỏ lên Hàn vội vàng nhắc nhở Tạ Vũ Tình Bây giờ tôi không dừng tay được đâu Không thì coi như là công cốc Cô phải đối phó với bọn chúng trước đi Tôi á tôi làm sao đối phó nổi Tạ Vũ Tình nhìn thấy nhiều cương thi như vậy cảm thấy hoảng hốt Dùng súng của cô mà bắn Bọn chúng đều là cương thi lông xám dễ đối phó thôi Cô đã quên lần đối phó với Phùng Tâm Vũ rồi à Diệp Thiếu Dương vừa luyện được vừa tiếp tục nói Trong ba lô của tôi đấy Còn có hai túi gạo nếp cô cầm lấy Còn có cả đinh diệt linh Vận dụng chúng cho linh hoạt Mau đi đi Tạ vô tình theo lời hắn nói Cầm mấy thứ đồ lên hít sâu một hơi Bắt đầu rút súng bắn đào đám cương thi Do cự ly khá xa Chỉ phát súng cương thi chưa chết hẳn Cần nhiều phát mới có thể bắn nát đầu cương thi Điều khiến nàng an tâm hơn Là do cái bệ đã cản cương thi lại mà lối đi qua bệ và tường chỉ khoảng 3 thước. Đến đám cương thi đánh chen chúc đi qua lối đó, giúp tạ vô tình có khoảng thời gian giết từng con một. Có vào con cương thi tới gần được, nàng liền dùng gạo nếp đánh bật chúng trở lại. Tạ vô tình dễ dàng nắm bắt tình hình, nàng lại nghĩ ra một biện pháp, rạch một bọc gạo nếp ra, giải trên đường bọn chúng phải đi qua. Vài con cương thi bước qua, hai chân lập tức bốc khói, mà động tác cũng chậm lại, Giả vô tình đánh chết khoảng hơn chục con cương thi Nhìn về hướng khác Thì thấy cương thi đang ùn ùn kéo tới Từ ao bò ra ngoài Nàng cảm thấy kinh ngạc Nghĩ kỹ thì cũng chỉ biết được một khoảng của cái ao Không ngờ dưới nước vẫn còn rất nhiều cương thi như vậy Tạ vô tình la lớn Tôi sắp hết đạn rồi Anh thế nào rồi Sao xong rồi đây Tiếp tục chống đỡ thêm chút nữa Diệp Thiếu Dương một tay dùng hỏa phủ đốt chén Một tay không ngừng lắc Trên lòng màu đỏ bên trong chén dần đặc lại chỉ còn thiếu chút nữa là hoàn thành Diệp thiếu dương nhìn phía cửa bạch mao cương thi kia đã thổi tắt sáu cây nến chỉ còn lại một cây cuối cùng một dòng mồ hôi lạnh chảy xuống từ chán Diệp thiếu dương tình huống lúc này rất nguy hiểm thời khắc con bạch mao cương thi thổi tắt ngọn nến cuối cùng chính là thời khắc đánh liều bạch mao cương thi lại dùng thi khí thổi một cái ngọn nến cuối cùng cũng tắt bạch mao cương thi gầm gừ một tiếng hai tay nó nắm lấy chỉ đỏ quấn quanh cây nến cố sức rứt rứt đánh bay toàn bộ bảy cây nến vào tới cửa phòng diệp tiểu dương chạy tới dùng sức đá một cước lên cửa cánh cửa chịu lực lập tức đóng kín nhưng bạch mao cương thi cũng đánh lên cái cửa lập tức tan tành hai tay bạch mao cương thi bám lấy khung cửa há mồm phun ra một luồng độc thi màu xanh biếc thiên địa hư hoa kính diệp tiểu dương một tay cầm cái chén một tay khác cầm linh phủ phất lên đồng thời tạo pháp ấn, tạo thành một kết giới vô hình, cản lại độc thi. Bạch màu cường thi đánh một trường phá kết giới, tiếp tục nhào tới Diệp Thiếu Dương. xe lỏng trong chén vẫn chưa hoàn toàn đông lại, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể một tay cầm chén, xoay người chạy. Hắn vẫn tìm cơ hội hà hơi lên cái chén vừa chạy. Căn phòng vừa không lớn, Diệp Thiếu Dương không còn cách nào khác đành nhảy lên bệ xi măng chạy vòng quanh. Bạch Mao Cương Thi cũng đuổi theo hắn, Vừa lúc chạy đến cạnh một con cương thi khác Diệp Tứ Dương bị vây công Hắn bèn thi triển mau sơn lăng không bộ Dẫm lên người một đám cương thi Nhảy lên bệ Bạch mau cương thi cũng đuổi tới phía sau Cả đám cương thi cản đường Bạch mau cương thi cực kỳ nóng nảy Không niệm tình đồng loại chút nào Nó bắt lấy một con cương thi cản đường Hai tay dùng lực Xé nó thành hai nửa ném ra Sau đấy đánh thẳng vào đám cương thi phía trước Khi chúng giả ra nó lại tiếp tục xông tới thì diệp thiếu dương đi tới phía đối diện cười ha hả với nó bạch mao cường thi vừa gào thét vừa đuổi theo diệp thiếu dương liền ôm chén tiếp tục chạy chạy mấy vòng mà bạch mao cường thi không đuổi kịp hắn lại có giết không ít cường thi khác tả vũ tình thì sớm lùi đến cửa giáp tất cả lại cho diệp thiếu dương diệp thiếu dương nhìn bạch mao cường thi không đuổi theo kịp nó tức giận tóm lấy những con cường thi phát tiết hắn cảm thấy tức cười Nhìn hóa thi hoàn trong chén Lúc này chất dịch đã đông lại hoàn toàn Sau đấy cứng lại Hắn dùng ngón tay lấy một chút ra khỏi chén Sau đấy vê tròn thành viên dùng bùa bọc lại Hắn tiếp tục nhổ vài cọng tóc của mình Quấn quanh linh phù Tạ vô tình thêm một tiếng kinh hãi Cẩn thận đấy Diệp tiểu dương nhìn lại Mẹ mèo cương thi lần này thông minh hơn Không đuổi theo hắn chạy vòng quanh nữa Mà phóng vụt qua cái ao Gần như là đã tới trước mặt hắn Diệp tiểu dương không chậm trễ nhấc tay ném ra tám đồng tiền theo đúng bát quái tám đồng tiền hiện lên linh quang bay thẳng tới con bạch mao cường thi bạch mao cường thi gào to một tiếng vung mạnh cánh tay phẫn nộ hất tám đồng tiền ra tám đồng tiền rơi xuống bệ xi măng trước mặt diệp thiếu dương tay trái diệp thiếu dương cầm lấy hóa thi hoàn tay phải rút thất tinh long tuyển kiếm phản kích thất tinh long tuyển kiếm là đạo môn trí bảo nhưng bạch mao cương thi có tu vi đã mấy trăm năm Nên không yếu thế Nó vung mạnh hai cánh tay Không ngừng tiến công Bên ngoài cánh tay nó có một lớp thi khí màu đen Cả lại linh lực của thất tinh long tuyển kiếm Giờ tiểu dương vừa đánh vừa lui Tìm kiếm sơ hở của cương thi Lòng tuyển kiếm bỗng nhìn phát lực Xuyên thẳng qua lớp thi khí Chém vào bả vai bạch mao cương thi Tạo thành vết thương cực sâu Bạch mao cương thi há to mồm Pha ra một tiếng hét thê thảm Diệp Thiếu Dương giơ tay trái lên Muốn mượn cơ hội ném hóa thi hoàn vào miệng nó Nào nghĩ tới Bạch Mao Cương Thi hết sức hùng hãn Nó bất chấp đau đớn Hai tay nắm lấy long tuyển kiếm Sau đấy rút lui kéo theo Diệp Thiếu Dương Trong tình thế cấp bách Há liền cắn chót lưỡi Phun búng máu lên trên hai tay của Bạch Mao Cương Thi Ngay lập tức bốc lên một luồng thi khí màu đen Chương 646 Bạch màu cương thi đối với bác bị huyết thi Tạo hóa vô cực Ngũ tâm khí thạch Diệp Thiếu Dương tay phải nắm chặt Thất tinh long tuyển kiếm Nằm ngón tay trái khép lại vẽ ra vô cực ấm Đánh một trưởng vào ngực bạch mau cương thi Bạch mau cương thi bị đánh lùi phía sau Ngã vào trong ao Diệp Thiếu Dương nhìn bạch mau cường thi Giãy ruộ trong ao nước đầy phóc môn Hắn nghĩ thầm Đúng là không leo núi thì không biết núi cao Thì mà không phải thủy thi Sau khi rơi xuống nước cũng không biết thế nào Nhìn bạch mao cương thi dễ dụ bám víu muốn leo lên Diệp thiếu dương dơ cao thất tinh long tuyển kiếm Một nhân cơ hội giết nó Bạch mao cương thi tuy rằng không thông minh lắm Nhưng cũng nhận ra nguy hiểm Hai tay nó chống mạnh vào cạnh ao nước Bật lên khỏi ao Long tuyển nhất động quỷ thần kinh Long tuyển kiếm vung lên Đâm tới trước mặt bạch mao cương thi Một kiếm này Cũng nằm trong kế hoạch của Diệp thiếu dương Hắn tưởng rằng một kích tất sát Nhưng mà đánh trượt Bạch mao cường thi đang bay lên Đột nhiên lại rơi xuống Không thể nào chứ Con thi ma này biết cách tu chiêu Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại Chỉ thấy một cái bóng màu đỏ Đang ôm hai chân của bạch mao cương thi Nó bị bạch mau cương thi kéo lên Một bàn tay vẫn nắm chặt Bắp chân của bạch mau cương thi không bỏ Kết quả hai người đều ngã Ở trên bệ xi măng Bạch mau cương thi bị tập kích Vội vàng xoay người cắn một phát Và bả vai đối phương Huyết thi cũng không yếu thế Cũng cắn lại một phát dùng một cánh tay duy nhất cào xé cơ thể bạch mau cương thi vừa cắn vừa cào xé đối phương đến lúc này diệp thiếu dương mới thấy rõ cái bóng màu đỏ hóa ra là bác bỉ huyết thi đầu óc hắn đột nhiên chậm lại ngơ ngẩn nhìn hai con cương thi đánh nhau một con bạch mau cương thi đang đánh nhau với một con bác bỉ huyết thi có chuyện gì xảy ra thế này đánh nhau nội bộ ư cũng tốt thôi tạ bộ tình hô to một tiếng này cẩn thận đấy nói rồi bắn hai phát súng diệp tử dương nhìn hai con cương thi đánh nhau một con cương thi đỉnh đầu bị đánh nát huyết thi và dịch não chạy ra từ vết thương và thất khiếu ngã xuống đất nhưng phía sau còn mấy con cương thi đang tiếp tục đi tới hòa ra mấy con cương thi này chưa bị bạch bao cương thi giết chết trong đó còn có hai con mất tay mất chân bỏ trên mặt đất diệp tử dương cầm bảo kiếm đối phó mấy con cương thi này như lấy đồ trong túi Hắn nhẹ nhàng tiến tới hóa kiếp cho chúng Sau đấy vội vàng lùi lại nhìn Tư khắc kêu lên một tiếng kinh thật Hai con cường thi tu vi thâm hậu đều bị thương Một con bị móc thủng bụng Một con cổ lệch có một bên Hai người chỗ nào cũng là huyết thi Nội tạng cùng với dịch nhảy loang lổ Chúng vẫn đang cắn xé lẫn nhau Cảnh tượng này đã không thể dùng từ ghê tởm Để miêu tả nổi nữa Cơ hội tốt như vậy không lên Còn trần chờ gì đây Dì Tử Dương lập tức xông lên suy nghĩ một chút giơ lên thất tinh long tuyền kiếm đâm tới con bạch mao cương thi con bạch mao cương thi lúc này nhớ tới còn có đối thủ khác là diệp thiếu dương nó nhận ra nguy cơ ngẩng đầu lên bởi vì thân thể nó bị bác bì huyết thi ôm chặt hoàn toàn không thể cử động đành phải phun thi khí về phía diệp thiếu dương tạo thành một lớp thi khí khá dày ý định ngăn cản thế công kết quả lòng tuyền kiếm vừa chém đến đã đánh tan thi khí một kiếm đâm vào giữa đỉnh đầu con bạch mau cương thì một dòng thi huyết trào ra dính lên thân kiếm thì huyết như gặp phải bàn là bốc hơi như nước sôi tạo thành một luồng khói đen thân thể to lớn của bạch mau cương thì như bị xì hơi lập tức mềm nhũn nhìn toàn thân bị ôm chặt muốn dãy ruộng không có nổi chỉ giật giật vài cái sau đấy ngã vật xuống bà bị huyết thì một tay đẩy xác thi ma ra đánh tới diệp thiếu dương Giờ thì mới nghĩ đến ta thì chậm rồi Dì Tiểu Dương đã sớm tính toán kỹ Hắn nhảy nhẹ một cái Tránh được cánh tay của bác bỉ huyết thi Tay trái hắn tạo thành phụng nhãn quyền Dùng sức đánh lên cằm nó Miệng bác bỉ huyết lập tức há ra Dì Tiểu Dương bắn hóa thi hoàn vào miệng nó Cái này là chuẩn bị để cho thi ma ăn Tuy nhiên vì ngươi đã giúp ta giết nó Ta không có gì báo đáp Thưởng cho ngươi đấy Nói rồi Diệp Thứ Dương cười lấy hai lá linh phù dán lên miệng bác bỉ huyết thi tạo thành chữ x tay phải hắn lấy ra thái ất phất trần lấy đuôi phất trần chấm một chút nước bọt vẽ định thi phù lên trên hai lá phù vừa dán với cương thi cỡ này một lá định thi phù không giữ được nó cần tới hai lá bác bỉ huyết thi cảm thấy nguy hiểm không hề công kích diệp thiếu dương nó vươn cánh tay không bị chém đứt cố sức giật mạnh hai lá phù ra nhưng vừa chạm phải linh phù lập tức bị chấn văng Giờ tự dương lùi lại một bước Hai tay kết ấn Nhìn thẳng vào huyết thi Miệng niệm chú Thái thượng tam thành Ứng biến bất hoặc Chu bàn tà ma Tứ huyết toàn phá Cấp cấp như luật lệnh Một tiếng oanh phát ra từ cổ họng bác bỉ huyết thi Giống như là có một quả bom đang nổ bên trong bao bỉ huyết thi phun ra đống thịt nát Và huyết nhục Khiến hai lá phủ bị rách Sau đấy nó đưa tay vào miệng Muốn móc hóa thi hoàn ra Nhưng càng móc Tay càng đưa sâu thoản và tận trong bụng, nó dùng sức móc ra ngoài một khối màu đen và cả dạ dày. Sau đó bác bị huyết thi giờ giật hai cái, ngã xuống đất bất động. Diệp tiểu dương hít sâu một hơi, nhìn hai thi thể cương thi cực lớn trên mặt đất, giờ khóc giờ cười lắc đầu. Hai con cương thi này hôm nay nếu liên hợp lại đối phó với chúng ta mà không giết hại lẫn nhau, có khi là chúng ta không chạy thoát nổi đâu. Ta vô tình gật đầu. Tôi giờ mới biết cương thi đều ngu ngốc có giết hại lẫn nhau nữa À nói với cô Cương thi giết hại lẫn nhau cơ Diệp Tiểu Dương đưa tay chỉ những cương thi trên mặt đất Bọn chúng vẫn luôn sống chung trong ao Vì sao không giết hại lẫn nhau Bác bị huyết thi vì sao chỉ giết thi ma Không giết chúng Tạ Vũ Tình lập tức ngỡ người là bẩm nói Ừ nhỉ đúng thế Vì sao vậy Diệp Tiểu Dương chỉ bác bị huyết thi Nó là vua của chỗ này Bọn cương thi kia đều là tiểu đệ Đại ca đương nhiên không giết tiểu đệ cũng giống như là động vật thôi Một núi không có hai hổ Cương thi cũng có ý thức về lãnh thổ Một khi có cương thi cùng đẳng cấp xâm nhập lãnh địa của nó Chắc chắn chúng lao vào đánh nhau Tạ vũ tình nghĩ một hồi nhíu mày nói Ý quanh là hai con cương thi này không phải là một bọn Chúng vẫn sống cùng trong tòa nhà này mà Thì ban đầu tôi cũng cho rằng Chúng sống cùng một ổ Nhưng cô nghĩ thử đi Lúc chúng ta đi vào đây Cửa phòng giải phẫu đang bị khóa Nếu như thi ma kia thực sự ở trong này như vậy thì cửa cũng sẽ không khóa. Vì Cương Thi lúc ra vào phòng cũng không biết đóng mở cửa. Diệp Tử Dương nhìn nàng nói tiếp. Còn Thiên Ma hiển nhiên là đuổi theo chúng ta đi vào. Kết quả bị bác Bì huyết thi nghĩ nó là kẻ xâm lấn, giết hại lẫn nhau. Đơn giản thế thôi. Ở trường trước mình có quên chú giải bác Bì là gì. Thì đây thì nói luôn với các bạn. Bác Bì là một trong bốn hình phạt dành cho phạm nhân thời xưa. Bác Bì tức là lột da. Cừu cân là các gân, dịch cốt là lóc xương, phân thi là xé xác. Mỗi một hình phạt sẽ có phương thức riêng cũng như có người thực hiện khác nhau. Chương 647, bát cực môn. Đã Vô Tình giật mình, nhưng trong cùng một tòa nhà, tại sao lại có hai đám cương thi khác nhau? Chuyện này khó giải thích mà. Thì vốn dĩ từ đầu nó đã là sự tình không thể giải thích nổi rồi. Diệp Tử Dương đứng trên bệ xi măng, Nhìn ao nước chưa hết sóng. Từ đầu tôi cũng không nghĩ tới nơi này có một sao thi. Lai lịch của thi ma tôi không biết rõ, nhưng huyết thi nhất định bò ra từ cổ mộ. Hắn trở lại bên cạnh tạ vô tình, nhặt lên cánh tay huyết thi bị chặt đứt, chỉ vào hai ngón tay dài. Trước đấy cô có hỏi tôi, tại sao chỉ nhìn tay mà biết là huyết thi? Vì huyết thi tu luyện 300 năm sẽ mọc ra một ngón tay, còn huyết thi này mọc ra thêm hai ngón, nên nó có 600 năm tu vi. Ngoài trừ huyết thi, mỗi loại cương thi đều có đặc điểm đặc thù Cho nên tôi chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra Hơn nữa, con huyết thi này tuy là loại cương thi hung hãn Nhưng chỉ số thông minh không cao Nên không biết hợp lực Lại đi từ chiến với thi ma Hơn nữa cương thi không thể ẩn hình Cho nên pháp sư dù muốn tu tà Cũng rất ít người chọn huyết thi Không bằng trực tiếp nuôi một con quỷ hồn Sẽ dễ dàng sai khiến Huyết thi này chỉ có trong cổ mộ Phải là ở trong mộ phần của vương công quý tộc để đề phòng dân trộm mộ sau khi hạ táng người thân sẽ tìm pháp sư luyện chế ra huyết thi để canh giữ phần mộ loại huyết thi này rất mẫn cảm với dương khí của người sống rất thích hợp để bảo vệ lăng mộ một khi huyết thi ngửi thấy mùi của người sống nó lập tức tới cắn xé không chết không ngừng hơn nữa con huyết thi này đã có sáu trăm năm tu vi nhất định là đến từ cổ mộ tạ vũ tình nghe diệp tiêu dương giải thích kỹ càng lại càng nhíu chặt hàng lông mày cương thi trong cổ mộ sao chạy đến đây Ô oh, hay, ai biết được Diệp Tử Dương đi tới gần xác con thi ma Cẩn thận nhìn quần áo cho người nó Người này lúc còn sống Chắc chắn là người thời minh Đã vô Tình hỏi Nhưng mà làm sao anh biết Thì nhìn quan phục chứ sao Diệp Tử Dương tiếp tục Pháp Sư có thể phán đoán Tu Vi Cương Thi đầu tiên là quan phục Các loại quan phục của các triều đại Đều phải biết Đây là kiến thức cơ bản mà Hắn lật người thi ma lại trên mặt nó có cắm một thanh kiếm màu đen hắc đàn một kiếm Thứ tốt đấy Diệp Tử Dương lầm bầm nói Tìm một tờ khăn giấy lau sạch đàn một kiếm Thấy một mặt có khắc Bát cực độ pháp Hắn chợt hiểu ra Thì ra là vậy Nếu như thanh kiếm này là của Lý Hiếu Cường Vậy hắn là người của bát cực môn Bát cực môn á Cũng là đạo sĩ sao Cái này đúng mà cũng không đúng Bát cực môn chính thống đương nhiên là một trong những sơn môn đạo gia chỉ là do trải qua chiến loạn Bác cực môn tan rã rồi biến mất khỏi đạo gia Thế nhưng bác cực môn cũng đã truyền lại rất nhiều võ học và pháp thuật Rất nhiều pháp sư dân gian đều tự xưng là môn nhân bát cực môn Cho nên giới đạo pháp có câu Thiền tông nhiều hư cầu Bát cực chạy khắp nơi Đặc điểm của bác cực môn là khi thi pháp diệt thi Không cần tạo màu kiếm Mà dùng đàn mộc kiếm Đặc biệt là loại hát đàn mộc kiếm Linh lực giống nhau chỉ là thuộc tính bất đồng Cách thi pháp cũng không giống nhau Dạ vô tình nghe hắn nói Câu hiểu câu không ù ù cạc cạc nói Không cần phải phổ cập kiến thức đâu Đừng quên mục đích của chúng ta tới đây là gì Mau tìm cuốn sổ đi Dì Tiểu Dương đứng dậy để tìm trong mấy con cương thi Có con nào mặc quần áo đỏ không Hắn đảo mắt qua huyết thi Đối nhiên nghĩ ra Huyết thi không phải cả người đỏ bừng hay sao Lý Yếu Cường chỉ ghi cương thi màu đỏ Cũng không ghi thêm gì Chẳng nhẽ là con huyết thi này Hắn lập tức xoay người đến bên cạnh xác huyết thi Dùng đàn mộc kiếm quét qua trên người nó Hắn định nhìn xem trên thi thể có ký hiệu gì không Nhìn kỹ thì thấy trên tay nó là một đống ruột Trong đó có một vật đen xì Hắn dùng đàn mộc kiếm gỡ đống ruột Và một số xương cốt ra Thì thấy một cái túi nhựa không thấm nước Bên trên còn có viết một số ký tự Để đề phòng túi nhựa bị ăn mòn Diệp Tiểu Dương lập tức kích động Cũng không sợ bẩn mở cái túi nhựa ra Hắn cẩn thận lấy từ bên trong một cái bao màu hồng Mở ra lần nữa nhận ra là một cuốn sổ Là loại dùng để viết bút ký từ những năm 80 Có ghi nhật ký làm việc Diệp Tiểu Dương và Tạ vô Tình vui mừng nhìn nhau Hắn thuận tay dở một trang Thấy bên trong đầy chữ Còn có một số hình vẽ Nhìn qua thì thấy có liên quan tới ngũ hành bát quái Hắn lập tức biết là không sai cũng không xem thêm, nhét luôn vào trong túi. Sau đấy đứng trước ao nước, Diệp Tiểu Dương chờ mặt nước hoàn toàn yên tĩnh trở lại, lấy một bao gạo nếp từ trong ba lô ra, ném vào trong ao một vài nắm, cúi người quan sát mặt nước một lúc, rồi nhẹ nhàng thở ra, đi xuống khỏi bệ. Bên trong không có cương thi đâu. Tại vũ tình buồn bực, làm sao nhìn thấy được? Cương thi ghét gạo nếp, nếu như vừa nãy tôi bỏ gạo nếp vào. Phía dưới có cương thi Chúng sẽ ngửi thấy mùi gạo nếp Dù gạo nếp không gây tổn hại gì đến cương thi Nhưng chúng chắc chắn có phản ứng Nhưng mà tôi nhìn một lúc Mặt nước không gỡ lên chút nào Tất nhiên là không có cương thi đâu Đi thôi Nói xong hoàn xoay người đi ra ngoài cửa Đã vô tình nhìn thấy Dưới đất đầy thi thể cương thi Đuổi theo hỏi Vậy những thi thể này làm sao bây giờ Để tôi gọi điện thoại Chờ quách sư huynh tới xử lý Nơi này thi khí quá nặng Nếu không làm phép chỉ sợ lại tạo thành thi sao, là một tai họa ngầm. Sau khi đi qua cửa, Diệp Thiếu Dương tìm được cái khóa từ cánh cửa đã bị thi ma đánh nát. Hắn kiểm tra một chút, chỉ là một cái khóa bình thường. Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói: "Cái này hiện tại tôi hiểu rồi, thi ma có thể bị thi khí nơi này hấp dẫn muốn vào tu luyện, nhưng nó nhận thấy bên trong có huyết thi nên không dám vào, đương nhiên là cũng có khả năng khác." Lúc Lý Hiếu Cường tới cũng gặp thi ma Cậu ta đã dùng đàn mộc kiếm làm nó bị thương Đuổi nó đi Sau đấy mở cửa Đại khái là cậu ta đã dùng bế khí thuật Hoặc là pháp khí để ẩn thân Sau đấy thừa dịp huyết thi chưa tỉnh Nhét cuốn sổ vào trong bụng nó Tạ vũ tỉnh nghe vậy Nhị không được che một câu Vì sao anh cho rằng là lặng lẽ nhét vào Thì Lý Hiếu Cường có thể đánh lui thi ma Tất nhiên tu vi không yếu Nhưng cũng không quá mạnh Dù là tôi nếu như một mình gặp thi ma cũng không có khả năng làm nó bị trọng thương Mà vẫn chạy thoát được Tạ bố tình hỏi Tôi được rồi, suy luận của anh cũng khá hợp lý Lúc chúng ta tới thì phòng đã bị khóa Nếu như lúc Lý Hiếu Cường tới Hắn đi vào bằng cách nào Trường 648 Đấu súng Tôi nghĩ là cậu ta lấy được chìa khóa Sau khi đi vào lại đóng lại Cậu ta là cán bộ hồi học sinh Chuyện này có khả năng làm được có có một khả năng chính là cậu ta phá cửa hoặc kẹ cửa vào Giờ đấy có người phát hiện cửa phòng bị hỏng cho nên cho sửa lại Có người, ý anh là người của trường học Khuôn mặt tạm vũ tình có vẻ nghiêm trọng Diệp Thứ Dương thở dài nói Trong lầu giải phẫu có có thi sao Hơn nữa cửa còn được khóa kín Cô cảm thấy nhà trường không biết chuyện này sao Tạ Vũ Tình chậm rãi gật đầu May là tôi đã quay lại gần hết cảnh Anh đấu cương thi Sau này có thể chất vấn hiệu trưởng để ông ta hết đường chống chế Đi ra từ phòng giải phẫu Hai người trở lại tầng 2 Đi vào một căn phòng có ánh sáng chiếu tới Diệp Tiểu Dương sàn gấu quần đã ướt Nhìn lớp da sưng đỏ dưới chân Nổi lên rất nhiều mụn Cẳng chân bị huyết thi nắm được Có có vài vết thương Ta vũ tình cả kinh Anh cảm thấy sao rồi Ngứa quá, ngứa lắm Diệp Tiểu Dương gãi hai bên đùi Màu thiên sư có khả năng miễn dịch Với một số tà khí cho nên dù bị cương thi đả thương cũng không sao. Nhưng dù sao Diệp Thiếu Dương vẫn là người, da bị dính phóc môn cũng vẫn sẽ bị dị ứng. Hai người leo xuống từ cửa sổ, không kịp làm mấy chuyện khác, chỉ nhanh chóng rời khỏi trường học. Vừa ra khỏi cổng đã thấy một cái nhà nghỉ, đương nhiên là mở ra để sinh viên thuê. Hai người thuê phòng, Diệp Thiếu Dương vào phòng tắm rửa. Ta vô tình nghĩ hắn không có quần áo thay, lát nữa tắm xong không có quần áo, vì thế đi ra ngoài mua quần áo cho hắn. Phòng tắm của nhà nghỉ có ngoài hoa sen Diệp từ Dương cởi đồ rồi kéo mảnh tắm Rồi nước ấm vào chân một lúc cảm thấy đỡ hơn Thính giác hắn nhẹ hơn người thường Trong tiếng nước róc rách vẫn nghe được bên ngoài có âm thanh Hắn tưởng tạ vô tình trở lại nên không để ý Nhưng một lát sau đột nhiên thấy có gió thổi tới Là tức nghĩ thầm Có phải là tạ vô tình vào ư Nàng biết chính mình đang tắm vào phòng làm gì Vì vậy hắn vé một góc mảnh tắm vừa nhìn lập tức sừng sốt trong phòng vệ sinh có hai người đội mũ lưỡi chai đeo kín khẩu trang một tay ngồi xổm trên mặt đất đang lục lọi đống đồ của hắn một kẻ khác giữ lưng vào cửa cúi đầu nhìn chăm chú trên mặt đất trong nháy mắt diệp tiểu dương nghĩ tới đầu tiên là trộm một lao ra bắt bọn họ khổ nỗi hắn nhận ra mình không có quần áo vì thế nhanh chóng với tay lấy một cái khăn tắm cuộn lại trên người diệp tiểu dương lao ra khỏi phòng tắm định hành động Đột nhiên cả người khựng lại Một nòng súng đang chĩa thẳng về phía hắn Kẻ đứng trước cửa phòng tắm Đang rơi súng lục vẻ mặt lạnh lùng nhìn chính hắn Tại ánh mắt của kẻ cầm súng Diệp Tiểu Dương lập tức hiểu ra Tên này không hề dọa đâu Hắn sẽ nổ súng thật Một thanh âm lạnh lùng nói Chúng ta được lệnh đi tìm một thứ không muốn giết người Người tốt nhất đừng cử động Diệp Tiểu Dương không cử động Tuy là thiên sư Nhưng không khác người thường là mấy không thể ngăn nổi đạn nhưng quan trọng nhất hắn đang trần chuồng lại không có vũ khí hay thứ gì trong tay không có cơ hội bất ngờ đánh lại nhưng các ngươi là ai tớ tìm cái gì diệp tiểu dương vừa đặt câu hỏi vừa suy tính cách đối phó tên cầm súng không trả lời tên ngồi xổm dưới đất nhanh chóng lục tung đống quần áo của hắn cuối cùng lấy được cuốn sổ tay tên này lập tức nhét vào trong túi trong lòng diệp tiểu dương trầm xuống hóa ra bọn chúng muốn cuốn sổ Tề lấy cuốn sổ đứng dậy chạy ra khỏi phòng Tề còn lại yểm hộ Chờ đồng bọn ra khỏi cửa mới dần lùi lại Sau đó đóng sầm cửa Diệp tiểu Dương chỉ nghe thấy Tiếng bước chân ngày càng xa Mẹ kiếp Diệp Tiểu Dương mắng một tiếng chạy tới phòng ngủ Cầm lấy đai lưng trên giường Lấy vài đồng ngũ đế Hắn phi thân khỏi phòng chạy như bay về hướng cầu thang bộ Hắn tin chắc Hai tên kia sẽ đi bộ Mà không phải là thang máy Đi tới trước cầu thang bộ Hắn lập tức nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp Nhanh chóng hướng xuống Diệp Thiếu Dương biết đuổi không kịp Vừa ngó đầu nhìn thấy bên cạnh cầu thang Có cái cửa sổ nhỏ thông ra phía ngoài Chỉ cao khoảng hơn 3 mét Hắn lập tức trèo lên đẩy cửa sổ ra Nhìn xuống nhận ra bên dưới là một mái hiên Đây là tầng 5 Hắn không có ngốc mà nhảy xuống Ngó đầu ra khỏi cửa sổ chờ một hồi Quán nhìn nhìn thấy hai tên trộm Chạy ra từ dưới mái hiên tay phải hắn đã cầm sẵn một đồng tiền ngũ đế bắn đồng tiền vào giữa bả vai một tên tên Kiều lập tức lảo đảo vừa ngẩng đầu nhìn diệp thiếu dương đã kẹp đồng tiền ngũ đế thứ hai bắn tới đồng tiền lập tức bắn sượt qua mặt tên này hai tên trộm phản ứng cũng cực nhanh lập tức chạy như bay diệp thiếu dương nhìn cả hai chạy qua đường biến mất trong dòng người diệp thiếu dương nghĩ ngợi chạy nhanh xuống tầng Thử dì vết máu trên mặt đất chưa đông lại muốn dùng linh phù chấm máu Nhìn sợ hai bên hông mới phát hiện còn đang cuốn khăn tắm hắn đành phải nhặt đồng ngũ đế đã bắn qua mặt tên trộm bên trên của dính máu vừa trở lại phòng diệp tiểu dương lập tức tìm mấy thứ pháp khí trong ba lô đã muốn thi pháp tạ vũ tình trở về mang theo vài cái túi lớn diệp tiểu dương vừa thấy nàng lập tức kể lại tạ vũ tình nghe xong hoảng sợ gọi điện báo cho lưu bạc thủy bảo gã nhanh chóng cho trinh sát trợ giúp điều tra sau đấy đi xem camera ghi hình của nhà nghỉ Diệp Tiểu Dương suy nghĩ một chút Hai tên trộm đều dùng khẩu trang che mặt Xem camera không biết được Chưa cứ bắt một tên tới Thẩm vẫn là biết ngay Tạ Vũ Tình nghe về kinh hãi Bắt tới á, bắt thế nào Mao Sơn huyết quy thuật Diệp Tiểu Dương lấy từ ba lô một cái la bàn Đặt trên mặt đất Xung quanh dán tám lá linh phù Dùng bút chu sa vẽ trên từng lá bùa Sau đấy đặt đồng tiền ngũ đế Dính máu ở giữa la bàn Hắn tìm kiếm trong ba lô một hồi không ngừng tìm đồ mình muốn ngừng đầu hỏi tạ vũ tình ở đây có đĩa sứ không đấy loại hay đặt dưới bát ăn đấy tạ vũ tình suy nghĩ nói để tôi đi tìm phục vụ họ một chút đã chắc chắn là có mà ừ nhớ lấy hai cái tạ vũ tình đi ra chỉ là lát sau trở lại đưa hai cái đĩa nhỏ cho diệp thiếu dương diệp thiếu dương vạch đầu ngón tay ở dưới đáy có viết một chữ thân và một cái viết chữ vị đặt cái viết chữ thân đặt ở phía đông bắc theo la bàn Bên trong có đổ thêm một chút mỡ cá voi Cầm hai sợi chỉ đỏ xe lại với nhau Bỏ vào làm bức đèn Tạo thành một cái trường minh đăng Còn một cái đĩa được đặt đồng tiền ngũ đê dính máu Bên trên đặt một tấm linh phù Trừ 649 Mao Sơn huyết quy thuật Diệp Tiểu Dương bật lửa đốt bức đèn Sau đấy lại đốt linh phù trên đồng ngũ đế Tiếp theo lấy một sấp giấy vàng ném vào lửa đã vũ tình trợn mắt há hốc mồm lẩm bẩm nói Tại sao phức tạp như vậy? Thì không có họ tên, không có bát tự Chỉ có thể dùng máu dùng để câu hồn Cô cho rằng dễ dàng lắm à? Diệp Tiểu Dương nhìn sấp giấy vàng cháy dần Nói rằng Huyết quy thuật là một trong những lục đại thần thuật của Mao Sơn Người có thể thi triển được nó không có ba người đâu đại Vũ Tình nhìn la bàn và đĩa sứ trên mặt đất Pháp thuật này khá giống điệp tiên Ừ, chính là điệp tiên Nhưng chỉ là nâng cấp lên mà thôi thấy giấy vàng sắp cháy sạch diệp thiếu dương lấy chuông kinh hồn rung lên theo nhịp miệng niệm thì linh linh địa linh linh nhất giao quỷ thần kinh nhị giao kính tam thanh tam giao âm dương biến thái thượng lão quân cao cấp như luật lệnh tài trái hắn mở một bình sứ đổ pháp thủy vào miệng phun lên đĩa sứ lửa trên giấy sắp vàng lập tức cháy bùng lên khói bụi bay khắp nơi ở giữa đám khói tạo thành một bóng người đen đứng lên người này đầu đội mũ xa mặc trường bào mà đen như mực, trên trán còn có một sừng. Bởi vì chỉ là một đạo hư ảnh, nên cũng thấy không rõ tướng mạo. Tạ vô tình nhìn thấy bóng người, nên lập tức muốn tiến đến nhìn gần cho rõ. Quỷ Sai lập tức chừng mắt một cái. Tạ vô tình lập tức cảm thấy hai mắt nhói đau, lảo đảo lùi về phía sau. Nàng che hai mắt xoa nhẹ, sau đấy không cảm thấy gì nữa. Đó chính là Quỷ Sai giáo huấn không muốn nàng tới gần. Diệp Tiểu Dương buông chuông kinh hồn Rút thiên sư bài Dùng thái ất phát trần chấm nước mọt Viết xuống thiên sư bài một chữ lệnh Ngón cái ấn lên trên Dùng cơ khí kích phát Nhìn quỷ sai kia lạnh giọng nói Sinh tử ti thái công Thính ngã hào lệnh Tiền khứ y huyết nã nhân sinh hồn Tiền lai giao biển Quỷ sai kia liền chắp tay thân ảnh hóa thành một luồng khí đen Từ cửa sổ bay ra ngoài Diệp Tiểu Dương khoanh chân ngồi dưới đất Nhìn la bàn lặng lặng chờ đợi Tại vô tình thấy hắn không vội Lúc này mới hỏi Ê Diệp Tiểu Dương Vừa rồi cái tên mặt đen kia là Hắc Bạch Vô Thường đấy à Diệp Tiểu Dương nhìn nàng nói Hắc Bạch Vô Thường nào dễ gọi như vậy Đây là quỷ sai của sinh tử công tào Được tôi mời đến Diệp Tiểu Dương bất đắc dĩ thở dài Lấy máu câu hồn Là cấm thuật ở nhân gian Cho dù pháp sư pháp lực đủ Nhưng bài vị không đủ Không thể thỉnh công tào sinh tử ti Hắn dù là thiên sư Tuy rằng có thể sử dụng cấm thuật Nhưng cũng mất không ít tâm đức Nhưng để tìm cuốn sổ về Thì Diệp Thiếu Dương chẳng thể suy nghĩ nhiều Chỉ chốc lát là bàn và cái đĩa đột nhiên rung lên Diệp Thiếu Dương lập tức nghiêm mặt Ngón giữa tay phải ấn lên đồng tiền ngũ đế dính máu Miệng quát Thành thật cho ta Cái đĩa càng rung mạnh Tự hồ như là muốn thoát khỏi sự khống chế của Diệp Thiếu Dương Hắn giơ đĩa sứ lên Miệng lẩm bẩm niệm chú Tay trái tạo thành pháp quyết đánh xuống cái đĩa sứ Một bóng người lập tức bay ra từ đĩa sứ rơi xuống mặt đất Bóng người lập tức đứng lên muốn chạy về phía cửa Diệp Tiểu Dương cầm lấy trường minh đăng đốt lửa dưới cái đĩa Quỷ ảnh kia lập tức tỏ vẻ hết sức thống khổ là lộ trên mặt đất Nhìn Diệp Tiếu Dương với ánh mắt van nài Sau vài giây Diệp Tiểu Dương buông trường minh đăng ra Quát lên với quỷ ảnh Đừng tưởng rằng ta dùng máu câu hồn mà không thể tra khảo được người Ta hỏi ngươi cái gì ngươi phải trả lời cái đó Nếu có một câu nói dối Ta lập tức làm ngươi hồn phi phách tán Nếu không tin ngươi có thể thử xem Qua cơn đau vừa rồi Quỳ ảnh nào còn dám khinh hờn Cả người run rẩy quỳ dạp trên mặt đất Không ngừng dập đầu Diệp Tiểu Dương ra lệnh tên này ngẩng đầu lên Nghiêm túc đánh giá Khuôn mặt của tên trộm lúc này cả hai đều thấy rõ Diệp Tiểu Dương và Tạ Vũ Tình cùng nhìn Đây là một người đàn ông khoảng 30 Mối ưng, mắt tam giác, tướng mạo âm trầm nếu dựa vào ngoại hình Có thể nói đây là kẻ không tốt đẹp gì Diệp Tiểu Dương ép hỏi hắn Hắn không hề giấu giếm nói về lai lịch của chính mình Hắn tên là Vương Chiến Đông Là người phía Nam Thời trẻ bởi vì cướp giật Nên bị bỏ tù ở Cương Thành Năm trước tên này ra tù Trong nhà cũng không còn người thân Nên hắn ở lại Cương Thành Thường hay qua lại các công trường tranh đoạt địa bàn ẩu đả là thành phần cặn bã của xã hội Một ngày trước Một tên chuyên lừa đảo tìm hắn hỏi hắn có thể làm một việc đơn giản khi hoàn thành tiền công là 5 vạn. Cầu việc chỉ là theo dõi một người, báo lại động tĩnh từng thời điểm, sau đấy chờ đợi phân phó. Dì Tử Dương nghe vậy cả kinh. Người mà bọn họ bảo ngươi theo dõi chính là ta. Thầy Vương Chiến Câu gật đầu hỏi lại. Tên lừa đảo kia là ai? Chính là người hành động cùng tôi, chúng tôi cùng nhau làm. Xe cũng do hắn thuê, tôi chỉ tiếp tay cho hắn làm vài việc vặt thôi. Bớt nói nhảm đi Mà nói vì sao Người đối phó với ta Dì Tiểu Dương đưa ngón tay giữa Miết biết lên cái đĩa một chút Vương triều Đông lập tức kêu thảm thiết Nói 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 tôi nói Ngày hôm qua chúng tôi vốn định đi theo anh Đến nơi hỏa táng Nhưng trời đột nhiên mưa to Có người gọi điện thoại bảo chúng tôi không cần tới gần anh Ở trong xe chờ Sau đấy anh đi ra Chúng tôi đi theo anh trở lại trường học Mãi cho đến vừa rồi Các anh đi vào trong đấy Chúng tôi chờ phân phó ở bên ngoài sau khi anh đi ra đối phương bảo chúng tôi tiếp tục theo dõi đến đây từ quần áo của anh tìm cuốn sổ và lấy đi là ai phái các người tới súng di động ô tô là do ai cung cấp tạ vô tình hỏi thay diệp thiếu dương ở phương diện thẩm vấn phạm nhân nàng so với diệp thiếu dương có kinh nghiệm hơn hỏi vấn đề cũng dễ có kết quả nàng liên tiếp dò hỏi cuối cùng có được manh mối đồ vật đều là do một người đàn ông cung cấp người nọ đeo khẩu trang và mũ lưỡi chai tướng thấp lùn từ thanh âm có thể đoán khoảng từ 50 đến 60 tuổi Nhưng do hai bên đều liên hệ qua kẻ khác Nên nhiều tin tức hắn không thể nói rõ Diệp Tử Dương hỏi vấn đề quan trọng nhất Nói đi, cuốn sổ hiện tại đang ở đâu? Nó ở ngã tư đường hướng phía tây trước Ở đó có một cái hẻm nhỏ Tôi đem cuốn sổ ném vào một cái thùng rác màu xanh Tạ vô tình vừa nghe thấy vậy Chạy đi gọi điện thoại cho Lưu Bạc Thủy Báo cáo vị trí Nói gã lập tức qua đấy một chuyến Diệp Tiểu Dương dò hỏi biết được thân thể hắn cũng nằm ở thùng rác quanh đó. Đây này, vứt cuốn sổ vào thùng rác còn không kịp đào tẩu đã bị câu hồn. Hồn phách người sống nên vẫn nhớ rõ nhiều chuyện cho nên tuy Vương Chiến Đông chỉ là sinh hồn bị câu nhưng vẫn nói lại khá rõ ràng chi tiết. Tại vũ tình có tiếp tục thẩm vấn Diệp Thiếu Dương ngăn lại Thôi, quỷ không thể làm chứng đâu chờ Lưu Bạc Thủy đưa hắn tới cô cứ từ từ thẩm vấn người sống căn cứ vào những điều hắn nói mà điều tra. Chương 650 Cuốn bút ký mất nửa sau Diệp Tiểu Dương dùng một lá linh phủ Đem hồn phách của họ Vương thu lại Một bên quay sang thu dọn đồ đạc Trong lòng lại suy nghĩ đến chuyện nhà họ Vương kia vừa giao phó Không tránh khỏi có chút cảm khái Vốn ban đầu ta chỉ cho là Chúng ta đang đấu với quỷ yêu hoặc cương thi Thực sự không nghĩ tới Trong số đối thủ có có cả người sống Những chuyện thế này vốn không thể làm lớn Xem ra sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết hơn nữa đối phó với người So với đối phó quỷ yêu ta linh Cái này khó hơn nhiều đấy Đã vô tình hai tay che kín mắt lại Biểu cảm trên mặt lộ rõ Vẻ vô cùng khó hiểu Vừa định mở miệng nói gì Bị Diệp Thiếu Dương ngắt lời nói Hiện tại tôi cũng không hiểu Những điều khi nãy họ vương kia nói Hắn muốn chúng ta xem cái máy vi tính sách tay kia làm cái gì Liệu có phải đối phương biết ta định đến lệ phân viên điều tra Rồi nhân lúc đấy bày ra một số chuyện Mà cốt yêu những chuyện này Rốt cuộc do người nào bày ra Tà Vũ Tình trả lời Cái này theo phán đoán của tôi Đối phương có thể là sợ chúng ta Có được chiếc máy tính sách tay kia Sau khi mở ra tìm kiếm Sẽ phát hiện bí mật quan trọng gì đó Nhưng rốt cuộc bí mật đó là cái gì Mà quan trọng với hắn đến như vậy đây Diệp Tiểu Dương đáp lại Tôi không biết nữa Cô đoán thử xem là cái gì Về phần này tôi quả thực giống như là Hai lúa ra phố Không phải không muốn nói mà là Nói không có nổi À Tôi nghĩ ra rồi Nhất định là như vậy Có lẽ hắn sợ nếu như chúng ta có được chiếc máy tính đấy Mở ra xem sẽ tìm được nội dung mật Được ghi lại trong file ngầm 8 phần 10 hắn sẽ bị lộ tẩy Đến lúc đấy quả thực là có cánh Không thoát khỏi sự truy đuổi của cục cảnh sát Diệp Tiểu Dương vừa lấy ba lô Rồi mở ra Thu dọn từng pháp khí rơi trên mặt đất bỏ vào Sau khi thu dọn xong Đứng lên phẩy phẩy tay Quay đầu nhìn tạm vũ tình định nói cái gì đấy Nhìn lại phát hiện nàng đang cau mày Đầu quay sang hướng khác Biểu tình vô cùng khó hiểu Tinh thần hiếu kỳ nổi lên Vì vậy liền hỏi Ê ê Vũ Tinh đại tỷ ơi Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy Dạ Vũ tình dậm chân một cái Đánh ủy sắc mặt đỏ bừng Cái đồ lưu manh này Không mặc quần áo vào Mặc quần ư Diệp Thứ Dương phút chốc Như là bị điện giật cái đùng một cái Chợt nhớ tới chuyện gì đấy cúi đầu nhìn xuống phần thân dưới Vừa thấy cảnh này Nhất thời cả người cứng đờ Ngựa ngùng vô cùng Hạ thể Cứ như đang ở trạng thái trần như nhộng Thực ra lúc nãy là có dùng khăn tắm cuốn lại Chỉ là không biết từ lúc nào rơi xuống Còn đang bị dẫm ở dưới chân nữa Này anh, anh cho gì nữa hả Không mong mặc quần vào đi Diệp Thứ Dương nhanh chóng lấy lại thái độ lạnh như băng như bình thường Bên ngoài tuy cố nhị sự xấu hổ Nhưng không tránh khỏi luống cuống Tài chân tìm kiếm mất một lúc Mới tìm thấy chiếc quần khi nãy Vừa muốn mặc vào liền thấy tạ vũ tình một tay bụng mặt Một tay cầm cái túi nhỏ ném sang cho Quần áo ướt sũng rồi Còn tiếp tục mặc sẽ bị cảm đấy Thôi được rồi anh mặc tạm cái này đi Mở túi ra bên trong toàn là trang phục Một cái áo sơ mi kẻ caro Một cái quần jean cùng một cái túi nhỏ Diệp Tiểu Dương mặt đỏ như là ăn phải ớt Sau khi mặc quần áo xong Tạ vũ tình lấy một đôi tất mới ném qua Diệp Tiểu Dương một bên đi tất Một bên ngập ngừng hỏi Chả biết Khăn tắm giờ khi nào nhỉ Tạ vũ tình không tự nhiên Mỹ cước đáp Từ cái lúc anh bắt đầu thu dọn pháp khí ấy Diệp Tiểu Dương trong lòng tràn đầy cảm giác bi phẫn Mà chuyện như thế Vì sao cô không nói sớm cho tôi biết Tạ vũ tình quay sang nguyết hắn Úi rồi, Anh nghĩ tôi cố ý không nói đấy à Có trách tự trách anh đi chứ Lúc nãy khi tôi định nói Anh ngắt lời tôi nói Mà anh đâu đẹp trai như là ngô ngạn tổ Đừng cho rằng tôi muốn nhìn anh Diệp Thiếu Dương nghe lời này trong lòng cảm thấy xấu hổ Nhìn bên ngoài cố bảo chữa Thực sự cô không nhìn nhìn cái đó đấy à Bố tôi không thấy gì hết Thực sự không nhìn thấy bất cứ thứ gì Diệp Thiếu Dương trong lòng thầm nghĩ Nàng chỉ ít là có nước mắt Liền nói Không thể nào chứ Cô không nhìn sao phát hiện khăn tắm của tôi rơi Tạ vũ tình bắt đầu gắt Không kịp đợi nàng mở miệng Diệp Thiếu Dương khoát tay Thôi 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 Cô cứ coi như là không thấy gì là được mà Tốt xấu cũng để cho tôi một chữ thuần khiết đời trai chứ Tạ mối tình trợn mắt lườm hắn một cái Cũng không muốn tiếp tục nói đến đề tài này Vì vậy chuyển sang hỏi Diệp Thiếu Dương Sao y phục thế nào vừa bạn không Ừ vừa đấy Vừa giống như là series đàn riêng vậy Bởi quá phong cách này có cái gì đấy rất mới Tôi chưa quen Diệp Thiếu Dương nhìn gương chiếu hậu trên xe Thấy mình rất ok Này thì sơ mi caro, quần jean bò nếu như đội thêm chiếc mũ rơm cùng kính dâm Chắc hoán đổi hình dạng của một anh chàng người Singapore Hay công tử nhà giàu nào đấy Lì cười cười bất đắc dĩ nói Cô đúng là có thẩm mỹ đấy Tôi cũng kết phong cách này rồi Này như thế đi Ở gần đây có một shop bán quần áo Tôi cảm thấy giá cả lẫn chất lượng tốt Tôi sắm cho anh mấy bộ mới nhé Tại Vũ tỉnh quan sát trên dưới một lượt Bỗng mặt biến sắc nhíu mày chỉ chỉ khóa quần của hắn Diệp Tiểu Dương cúi xuống nhìn trong lòng thầm nghĩ hôm nay đúng là xui xẻo Đồng thời mau chóng kéo khóa quần lên Tạ Vũ Tình lái xe tới một shop quen Sau khi chào hỏi liền bảo chủ quán sắp cho Diệp Thiếu Dương một phòng tắm Để hắn tự gột rửa Sau khi tắm xong Diệp Thiếu Dương nhìn người bán hàng Đem y phục của mình đóng gói lại mang đi giặt liền cảm thấy rất hài lòng Nói với Tạ Vũ Tình Nơi này giá cả phải trang đấy Phục vụ tận tình nữa Không tệ không tệ Tạ Vũ Tình nhún vai sau đấy trả lời Tiền cả đấy ông thần ơi Hơn nữa rất đắt đỏ đấy Diệp Tiểu Dương cười Nói vậy tôi phải cảm ơn cô rồi Cảm ơn tôi á Làm gì chứ Lát nữa thuê phòng sẽ dùng chứng minh nhân dân của anh đi Sau này anh tự đi mà thanh toán Diệp Tiểu Dương nghe những lời này Trong lòng cảm thấy không tốt cho lắm Xoa so xoa so hai tay Hướng tại vũ tình than thở Cái gì chứ Tôi là cố vấn của các người mà Coi như là không có trong biên chế nhân viên đi nữa Những cái ra phải gọi là phí dừng chân chứ Sao có thể để cho cố vấn móc tiền túi đi công tác Không lâu sau Lưu Ngân Thủy mang theo hai thuộc hạ tới gặp tạ vũ tình Sau đấy lại quay sang Diệp Thiếu Dương Hỏi thăm về những chuyện đã xảy ra Rồi lại bảo hai người kia đi tới phòng tắm Và dưới lầu điều tra tìm bằng chứng Là sau bọn họ quay trở lại Cho mấy người biết rằng Cái máy tính sách tay mà tên họ Vương kia nói đã tìm được Lại lục xác trên người hắn Tìm thấy vũ khí Nhưng người hiện đã hôn mê Hoàn toàn không biết trời đất là gì Chúng tôi phát hiện hắn nằm ở cạnh một cái thùng rác Lúc đấy hắn bị hôn mê Thế nhưng có một điều rất kỳ quái Là trên người hắn chỉ có tổn thương rất nhẹ Đại khái chính là xước da chảy máu Vết thương rất bình thường mà thôi Mạch đập của tim cũng bình thường Nhưng chúng ta gọi thế nào cũng không tỉnh lại Lưu Ngân Thủy khẽ tụ chân mày Nhìn giống như là một sợi dây thừng Sau đấy nói tiếp Hai người mau đem hắn tới bệnh viện điều trị đi Cho sau khi hắn tỉnh lại Lập tức thông báo cho chúng ta biết Diệp Thiều Dương và Tạ Vũ Tình âm thầm nhìn nhau cười xảo trá. Sau đấy, Bảo Lưu Ngân Thủy đem họ Vương kia tới nơi này sẽ tự có biện pháp làm hắn tỉnh lại. Lưu Ngân Thủy từ bên ngoài vẫn còn sự hoài nghi, thế nhưng đây là lệnh của cấp trên nên đành chỉ tuân theo. À phải rồi, còn có cuốn sổ ghi chép này nữa, là khi nãy chúng ta tìm thấy nó nằm trong thùng rác cùng với chiếc máy tính kia, chắc chắn là họ Vương kia cố tình bỏ vào. Dứt lời, Lưu Ngân Thủy lấy cái máy tính sách tay và một cuốn sách đưa cho diệp thiếu dương xem diệp thiếu dương vừa nhìn nhan để cuốn sách liền thấy bốn chữ in đậm công tác bút ký liền biết rằng đây chính xác là thứ mình đang muốn tìm trong lòng nhẹ hẳn đi đưa tay ra đón lấy đột nhiên ngẩn người cảm giác cuốn sách này cầm trên tay không đúng làm sao lại có thể nhẹ như vậy vì vậy liền vội vàng bật bao da ra mở ra đến gần cuối nhất thời cả người ngơ ngẩn nhưng trang cuối cùng rõ ràng bị người ta xé mất còn để lại một ít sát gáy sách cái này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đã vô tình hoảng hốt không kém diệp thiếu dương quay sang hỏi lưu ngân thủy phải còn lại của cuốn sách kia đâu à chúng tôi điều tra ra tôi đã hỏi vài người ở lân cận xem thế nào có tin tức gì lập tức thông báo cho hai người biết lưu ngân thủy tiếp tục vừa rồi tôi có kiểm tra một chút bên trong này tất cả vấn đề ghi chép đều là sự tình thần quỷ rất hoang đường lại không có căn cứ khoa học Không lẽ rất trọng yếu à Khâu đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng tạ vô tình lấy điện thoại di động của mình bật lên Sau đó mở một đoạn video Lúc trước điều tra phòng giải phẫu có ghi lại Đưa cho Diệp Thiếu Dương xem Trong video ban đầu Chỉ là một cái đầu lâu chờ giải phẫu Về sau có ghi cảnh đánh nhau Còn có rất nhiều chi tiết Bất quá chủ yếu vẫn là hình ảnh của Cương Thi Lưu Ngân Thủy xem video một chút Mồ hôi lạnh âm thầm tuôn ra từ lúc nào Cảm giác thực sự không rét mà run Mà sau khi xem xong Cả ngày nói không nên lời Chỉ buổi màn này Đã hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của hắn Chương 651 Lịch sử Đại học Y Vừa khai triển linh phù Bồi người vóc dáng y hệt họ vương Chỉ khác là nhỏ hơn bản chính Lăn ra bất tỉnh Diệp Thiếu Dương gọi cả nửa ngày Hắn lờ mờ tỉnh lại Cố gắng lắm mới ngóc đầu lên được Hướng Diệp Thiếu Dương cố dặn nụ cười Vẻ mặt thì đầy ánh náy Diệp Thiếu Dương thấy hồn phách hắn đã đầy đủ liền trực tiếp đem một lá dẫn hồn phù Dán tại ấn đường Miệng lại lầm dầm niệm một lần chú ngữ Sau đấy dùng một đầu ngón tay Trực tiếp kéo hồn phách đưa vào trong cơ thể hắn Cuối cùng đốt bỏ lá phù Lấy cho bỏ vào chén pha loãng Rồi hắn uống Việc này căn bản không làm cũng được Nhìn nếu làm sẽ gia tăng tốc độ dung hợp Của hồn phách với cơ thể hạ vũ sau hắn liền tỉnh lại Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương Về mặt lộ ra thái độ hết sức e ngại và cung kính Làm ra vẻ thành khẩn nói Đa tạ Diệp Thiên Sư Nhưng mà trước ta có nói Thực sự ta chỉ là một quân tốt trên bàn cờ Thực sự là không thể biết chủ nhân ta là ai Lưu Ngân Thủy và hai tây cảnh sát khi nãy Chẳng biết nói gì Chỉ ngây mặt ra nhìn nhau Họ vương kia căn bản Khi nãy đến bây giờ vẫn còn hôn mê Hai người bọn họ rốt cuộc gặp nhau lúc nào Diệp Tiểu Dương cũng không muốn nhiều lời Trực tiếp đem cuốn bút ký dơ lên Đưa ra trước mặt cho hắn nhìn Sau đấy tiếp tục hỏi Rốt cuộc vì sao thiếu mất một nửa Họ vương kia vội vàng nói À quên ta còn chuyện này cho nói cho cậu biết Chỉ là sau khi chúng ta rời khỏi Dựa theo phân chia cùng yêu cầu của người kia mà tiến hành Máy tính là do ta cầm cả quyển sách đó sẽ thành hai nửa Mỗi người cầm một nửa Chia nhau mỗi người một ngã cho nên Cuốn sách thiếu mất một nửa sau như vậy Diệp thiếu dương âm thầm thở dài những việc còn lại tất cả giao hết cho lưu ngân thủy tiến hành điều tra lại chờ sau khi bọn hắn đi rồi đóng cửa kỹ lại bảo tà vô tình mở máy vi tính sách tay kiểm tra hiện tại điều quan trọng nhất là phải làm rõ bên trong máy tính ghi lại nội dung gì thì chuyện này mới có cơ hội sáng tỏ trong cuốn sổ đoạn đầu tiên có nội dung như sau nếu có người đọc được cuốn sách này thì ta đã chết từ lâu ta đã liều chết với oan quỷ thủ một phen sau lại giải phẫu cơ thể của nó phát hiện ở bên trong có một cuốn sổ ghi chép người có cơ duyên cùng pháp lực có thể lấy được cuốn sổ này chứng tỏ không phải hạng vô dụng thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi rằng sự tình vô cùng phức tạp có oan quỷ quấy phá cụ có đồng giáp thi làm loạn còn có người đứng sau gây khó dễ tất cả gộp lại mới hình thành sự tình như ngày hôm nay với ta mà nói chỉ có một câu lực bất tòng tâm chuyện này không có cách nào giải quyết hoàn toàn nhưng nếu sự tình không được giải quyết trọn vẹn Sẽ không ngừng có người chết thảm Nơi này sớm muộn cô biến thành địa ngục trần gian Theo đúng nghĩa đen Nếu như người đang đọc Tự cảm thấy pháp lực có hạn Xin hãy đem cuốn bút ký này chuyển tới bậc tông sư Chớ tự ý hành sự Bằng không có kết cục giống như ta vậy Chết không có chỗ chôn Ngàn vạn lần hãy xin nhớ kỹ Chuyện này Diệp Tiểu Dương âm thầm hít vào ngụm lãnh khí liếc mắt nhìn tạ vô tình tạ vô tình thấy vậy liền hỏi thế anh xử lý chuyện này thế nào đây diệp thiếu dương không hề để ý tới những điều nàng nói trực tiếp chuyển sang trang tiếp theo nội dung trong trang này viết như sau không cần biết người đang đọc là ai nhưng nếu đã quyết định xem tới trang này rõ ràng ngươi có thể ứng phó với những tình huống kia ta sẽ nói tất cả những điều mà mình đã điều tra được để tạo tiền đề cho quá trình ngươi phán đoán tình hình Chuyện này móc nối cực kỳ phức tạp, hơn nữa đến nay ngay chính bản thân ta còn chưa có câu trả lời thỏa đáng, cho nên vẫn là dựa vào khả năng của ngươi mà thôi. Trước tiên, đây là những tài liệu ta tìm được, ngươi cứ từ từ mà đọc. Ta hoàn toàn đặt hy vọng rằng ngươi có thể giải quyết êm thấm chuyện này. Diệp Tiểu Dương tiếp tục kéo chuột xuống, bên dưới tất cả đều là những dòng ghi chép tự bút, ngoài ra còn có một chút là tài liệu lịch sử. Xem qua một lượt cũng không cần phân tích quá kỹ lưỡng liền trực tiếp kéo xuống phía dưới xem hết lượt tổng kết lại tài liệu có những nội dung chính yếu như sau căn cứ vào những gì đã điều tra ta được biết trong lịch sử cương thành đã từng có một cuộc náo loạn do cương thi gây nên đặc biệt là vị trí tòa đại học y kia trước đây nơi đó từng là lòng sông châu sau này qua một trận lụt lớn trường giang đổi dòng mới khiến nơi này biến thành hình dạng như hiện tại từ xa nhìn lại nơi này hình dạng giống như một nấm mồ to lớn dân bản gọi nơi đây là đại cô đống nơi này xa xưa là chỗ kiến văn đế chu duẫn thời minh triều ẩn cư đồng thời đây là nơi ông ấy được mai táng luôn chỉ là chưa từng có ai biết mộ của ông vua này ở đâu chu duẫn văn á đọc đến đây diệp thiếu dương nhị không được ồ lên một tiếng mặc dù đối với những kiến thức lịch sử bản thân không hiểu nhiều nhưng đại danh của chu duẫn văn đã từng nghe qua là một vị vua thời minh triều bị minh thành tổ chu lệ xoán vị tung tích không rõ Nhưng có thể phán đoán là ông ta đã chạy trốn Sau này nghe đồn là đến nơi này định cư Còn việc chết như thế nào Hay vì sao lịch sử không có nhắc tới Đến năm mất của ông ta Trên wiki cũng là dấu hỏi lớn Đạo vũ tình xem đoạn này Biểu hiện có phần rất bình thường nói Thì đúng là có chuyện này Nơi này từng xuất hiện lời đồn Chu Duẫn Văn từ Kinh Thành trốn đi Lưu lạc nhân gian mấy năm Cuối cùng định cư lại đây Không hiểu sao lúc đấy có người biết chuyện lên báo lên chu lệ. Chu lệ muốn diệt cỏ nhổ gốc, nên phái đi rất nhiều sát thủ tới nơi này tìm kiếm, thế nhưng sau cùng không có tìm được dù chỉ một sợi tóc của Chu dưỡng Văn. Diệp Tiểu Dương nhất thời kinh ngạc, quay sang hỏi Tạ Vũ Tình, "Vậy sao cô không nói sớm, để tôi tận bây giờ mới biết được chuyện này?" Tạ Vũ Tình liền trả lời, "Chuyện này có gì lạ đâu, hơn nữa lại là lời đồn trong chỗ nhân gian, không nhất định là sự thực. Hơn nữa hai chúng ta đi tới nơi này điều tra bệnh viện kia, Hai chuyện này cơ bản có can hệ gì đâu Diệu Tiểu Dư không lên tiếng Chỉ tiếp tục xem tài liệu Đoạn sau có viết thế này Ta theo cùng em gái tới nơi này học Thực ra chỉ là vỏ bọc Chỉ thực tế là vì gần đây phát sinh một số chuyện Đã được sư phụ bói quẻ cho chúng ta biết Chuyện kia trong vòng 10 năm sẽ phát sinh ở nơi này Nên bảo cho chúng ta sớm tới điều tra Nếu như thành công Đối với sự tu hành của chúng ta mà nói Sẽ có công dụng vô cùng lớn Em gái à Lý Hiếu Cường có đứa em gái Bây giờ người đấy rốt cục ở đâu Sư phụ của bọn họ là ai nữa đây Bà bọn họ tới nơi nguy hiểm như vậy Làm cái gì đây Trong lòng vô cùng hiếu kỳ Hiện chưa thể phán đoán hết Vì thế Diệp Thiếu Dương lại nhìn tiếp xuống phía dưới Ta ở nơi này tìm kiếm tài liệu của manh mối Vô tình biết được Ở nơi xây dựng tòa đại học y bây giờ Trước kia từng phát sinh những chuyện dị thường Trong đấy điển hình là chuyện xảy ra Và giữa thập niên 60 bởi vì một số nguyên nhân chính trị Nên trường đại học phải dọn đi nơi khác Còn tòa nhà trước kia là cơ sở của trường đại học Bị biến thành trại tạm giam lâm thời Từng giam giữ một ít tội phạm Ngay ở sau khu trại giam đó là lệ phân viên Nơi này cũng từng có rất nhiều binh lính Cùng lãnh đạo nhà giam ở Kết quả trong một buổi tối Hơn 20 người lan ra chết một cách kỳ lạ Không rõ nguyên nhân những tình trạng tử thi thê thảm vô cùng Chính quyền địa phương đối với chuyện này vô cùng coi trọng Cho rằng đặc vụ của địch gây nên liền thành lập tổ điều tra sự việc Những thành viên trong tổ liên tục gặp những chuyện thần bí Và thường xuyên có người chết Điều này khiến tổ điều tra phải rút lui Không truy cứu vấn đề này nữa Đồng thời phong tỏa hiện trường Bởi nơi này từng là lòng sông Châu Vốn vô cùng hẻo lánh Bình thường không có ai đến đây Còn từ đó đến nay tuy trải qua nhiều năm Nhưng không thấy phát sinh chuyện quái gì nữa họ cũng có thể là có phát sinh nhưng không có được ghi lại mười năm hạo kiếp kết thúc có một thương nhân đài loan họ Ngô cam tâm tình nguyện đến đây đầu tư kiến tạo nơi này thành một trường đại học như bây giờ vài năm sau khởi công xây dựng hai tòa nhà lầu trong dự án có một khu gọi là nhà giải phẫu theo tài liệu ghi chép lại người thiết kế tòa lầu này là con gái nuôi của thương nhân họ Ngô kia trong tài liệu chỉ ghi là cô ấy đi du học từ châu Âu trở về Ta đã tìm tất cả tài liệu Cũng không có cái nào nói đến tên thật của nàng Chỉ biết nàng được mọi người gọi là Tử Nguyệt Tốt nghiệp từ một trường kiến trúc danh tiếng nào đấy Ở châu Âu trở về Nhưng mà sau khi tòa nhà này xây xong được 3 năm Tử Nguyệt liền chết một cách bất đắc kỳ tử Nguyên nhân không ai rõ Sau đó là vụ phòng học số 408 Xảy ra vụ học sinh tự sát tập thể sau vụ ấy học sinh của phòng học đó chỉ còn mấy người sống sót ta cố gắng điều tra nghe ngóng cuối cùng tìm được một người người này ở tại viện dưỡng não thạch thành tuổi già si ngốc không có cách nào hỏi chuyện ta lại cố gắng câu hồn nhìn sau đấy phát hiện trên cổ hắn có đeo sợi dây chuyền kỳ quái có pháp lực cường đại phong ấn ta không cách nào gỡ ra hay phá giải khi ấy cũng không có cách gì điều tra bởi vì thời gian của ta lúc đấy không thể đủ sau khi xảy ra chuyện ở phòng 408 Tòa nhà này liền không dùng nữa Một thời gian sau trở thành phòng giải phẫu Mấy năm sau đó hoàn toàn bỏ hoang Ta có đến tòa nhà giải phẫu kia Tiến hành điều tra một thời gian Bỡ ngờ phát hiện một bí mật Lầu một bên ngoài được ngụy trang là phòng tiêu bản Thực tế chính là một ổ cương thi Trên cửa ngầm Có một trận pháp phong ấn lại Khiến cho cương thi bên trong không thể đi ra Cũng không có cảm giác với khí tức bên ngoài Bọn chúng bên trong không ngừng tu luyện Bên trong đấy còn có một con bạch mau cương thi Trường 652 Quỷ sai đâu sao lại là ngươi Lúc đầu ta không thể phán đoán được Thế nhưng sau này điều tra kỹ lại Còn cương thi này và thi vương không phải là một Cầu dụ của nó là được dùng để phòng thủ hang ổ Vừa không cho cương thi từ bên trong đi ra Lại phòng chống lại kẻ khác Phá vỡ phong ấn Tự ý xông vào đột kích bất ngờ Diệp Tiểu Dương đọc đến đây Trong lòng chợt cảm thấy bừng tỉnh Ta dụ của con bạch mau cương thi kia Chỉ là để phòng huyết thủ xào huyệt Vậy thứ gì là ông trùm thực sự ở nơi đó Diệp Tiểu Dương hiện chưa có đáp án Trong nhà giải phẫu Có một nơi đặt phong ấn Đã khá là dùng để đề phòng cương thi lông trắng Đi ra đả thương người vô tình Lạc đến ngôi nhà này Trải qua quá trình điều tra Ta cảm thấy thực sự hoài nghi chuyện này Là do người trong trường làm nên Tòa nhà số 3 Thứ tự, tự ban đầu trên bản thiết kế của nhà giải phẫu Từ khi Khánh Thành liên tục phát sinh vấn đề nghiêm trọng Đầu tiên không có bất kỳ một thiết kế nào Lại đem một tòa nhà biến thành hình dạng của một chiếc quan tài cả Nếu như quan sát tổng thể Lợi dụng kinh dịch số học để quan sát Người sẽ phát hiện vấn đề ẩn bên trong chuyện này Cả ngôi trường này ca bản không giống như là phòng học Mà chính là một cái linh đường lớn hai chữ linh đường khiến diệp thiếu dương cảm thấy lạnh người hít vào một ngụm lãnh khí sau đấy tiếp tục nhìn xuống vị trí tâm của linh đường hay nói cách khác chính là nơi đặt quan tài là phòng học số 408 Những căn phòng đấy vốn chưa dùng làm phòng học dù chỉ một lần Hơn nữa tại lầu 4 có một u linh vô cùng đáng sợ Ta tới đó điều tra hai lần đều là vận dùng pháp thuật bế khí cực kỳ hung hiểm May mắn lắm mới có thể trở về có thể người cũng đã chú ý tới đoạn sông đen kia Lúc đó ta có tìm được rất nhiều tài liệu Nói đoạn sông đó trước kia không hề tồn tại Trận động đất năm xưa Thời gian chính xác Cũng không phải vào năm 78 Mà là mấy năm trước đó Động đất là dư chấn của một địa phương gần đó Lúc này mặt đất tách ra một cách kỳ lạ Hắc thủy câu liền xuất hiện Không lâu sau vị thương nhân kia cũng xuất hiện Rồi tiến hành xây dựng trường học Từng có lời đồn Dòng sông này nối thẳng đến Vong Xuyên Hà ở địa ngục Ta thật là Pháp Sư Đương nhiên không thể tin Nhưng vẫn cẩn thận điều tra Thế nhưng khi ấy Thiếu dụng cụ lặn chuyên nghiệp Không có cách nào để xuống phía dưới kiểm chứng Nhưng ta tin chắc rằng Nguyên nhân xây dựng tòa nhà số 3 Làm phòng giải phẫu Với dòng sông đen kia Hẳn có quan hệ chặt chẽ À đúng Có có lệ phân viên nữa Thực sự nơi đấy cũng rất đáng sợ Vừa không nên gọi là một khu vườn từ trên đỉnh núi nhìn xuống Có thể nhìn xuyên qua tường rào của ngôi trường Ta thấy nơi này giống hệt một con đường Ta dồn nhiều tâm huyết Để nghiên cứu tư liệu về bố cục này Nhưng không tra được cái gì Bất quá bằng linh cảm của bản thân Ta vẫn mơ hồ cảm giác Sự tồn tại cái gì đấy bất thường Nhưng bản thân không cách nào đi vào kiểm tra Tuy nhiên Nơi đó sát khí đang ngày một tăng Ta e rằng không bao lâu Vật kia xuất đầu lộ diện những sự việc này nếu chỉ nhìn bên ngoài Đương nhiên không liên quan gì đến nhau Song thực tế khi ta điều tra Lại phát hiện rằng Chúng có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ Mà trọng tâm chính là phòng học số 408 Năm xưa khi ta cùng sư muội Tiến vào tập kích lệ quỷ Trong căn phòng số 408 Sở dĩ ta có thể an toàn đi ra Chính là nhờ muội ấy yểm trợ Hy sinh bản thân Một sống một chết Liều mạng quyết đấu với con lệ quỷ ấy Tên gọi của nàng là Dương Linh với ta nàng rất đẹp cả hình thức lẫn tâm hồn Chúng ta vốn là một cặp trời sinh Đã định sau sự việc đó sẽ cưới Chỉ là Đọc đến đoạn này của bút ký Thực khó mà có thể khiến người ta cầm lòng được Của bút ký có viết như sau Dư linh dùng bí pháp của sư môn Cản trở nữ quỷ kia tiến hành công kích Đổi lấy cái mạng này của ta Nhưng nàng lại phải nhận lấy kết cục vô cùng thảm hại Đến thân thể không được hoàn chỉnh Bị chia làm nhiều mảnh Lúc ta đem thi thể của nàng mang ra khỏi nơi đó, thực sự chua xót và thống khổ đến tận sâu con tim. Lại nghĩ tới vì ta nàng hy sinh. Hôm ấy ta đem nàng trở về, mới nghĩ tới chuyện sư hồn cho nàng. Lúc ấy chợt phát hiện hồn phách của nàng biến mất không thể tìm kiếm, cũng không thể xác định được nàng có bị hồn phách phi tán hay không. Vì vậy ta đến âm ti thăm dò, được biết nàng chưa từng đến đó. Chuyện này quả thực vô cùng kỳ quái, trong lòng cũng vô cùng chua xót. Chỉ tiếc bản thân ta pháp lực có hạn Lực bất tòng tâm Bên dưới là ngày sinh tháng đẻ của nàng Có có một tấm hình của nàng Và giấu ở khay đọc đĩa DVD của máy tính sách tay Coi như là kỷ vật của nàng Để lại lúc sinh tiền Nếu như người có khả năng giúp nàng sư hồn Ngàn vạn lần xin hãy giúp ta Ta có chết coi như yên tâm nhắm mắt Dì Tử Dương xem qua ngày tháng năm sinh của Dương Linh liền thấy cô ấy là một cô gái 9x Đầu đến đây Diệp Tiếu Dương dừng lại một chút Bảo tạ vũ tình mở ổ đọc đĩa của máy tính Sau đấy tìm được bức ảnh nhỏ Được bọc cẩn thận trong một mảnh giấy Trong hình có bối cảnh là một vườn hoa Một cô gái đứng ở chính giữa vườn Hai tay nắm một bó hoa hồng Mưa khẽ nở nụ cười điềm tĩnh Nhìn kỹ lại Cô gái ấy để tóc ngắn nhìn rất cô te Hai mắt sáng ngời Nhìn qua rất là thông minh nhanh nhẹn Ở góc bức ảnh còn có vài nếp gấp Nhìn qua Giống như là có người thường lấy ra xem Trên ảnh có mấy chỗ Có màu vàng nhàn nhạt, nhạt, Có thể đoán là nước mắt Diệp Tiểu Dương lật bức ảnh lại Thấy một dòng chữ dùng bút máy viết Suốt đời yêu em Chữ có vẻ là viết ngoáy Hơn nữa phía trên loang lổ chút màu ố của nước mắt Chỉ điều này thôi có thể biết Lý Hiếu Cường lúc đấy ôm bức ảnh khóc thảm thiết thế nào Diệp Tiểu Dương âm thầm thở dài Quay đầu nhìn lại Tạ Vũ Tình cũng đang nhìn bức ảnh đến đẫn đờ là bẩm nói Đồ tình nhân này thật là đáng thương Diệp Tiểu Dương nén lại tâm tình Đem bức ảnh đặt tạm lên chiếc bàn làm việc Dùng một đồng tiền ngũ đế Để lên tấm ảnh Tránh gió lớn thổi mất Rồi lại lấy ra bút chui xa Vốn định ban đầu viết trực tiếp nên đó Nhưng nghĩ lại cũng không cần thiết Phải phá hư đồ của người ta làm gì Vì thế liền lấy ra một tờ giấy hoàng phiếu Dùng phương pháp đặc biệt của Mao Sơn bao tờ giấy vào bức hình rồi dùng nước kết dính làm chúng dính chặt vào nhau sau đấy lại trên tờ giấy hoàng phiếu mà làm phép làm vậy không khác nào trực tiếp tiến hành trên bức hình sau khi làm phép chỉ cần đem tờ giấy hoàng phiếu kéo xuống đối với bức ảnh không mảy may có bất kỳ ảnh hưởng gì tạ vũ tình thấy hắn dùng bút chu sa viết xuống tên cùng ngày tháng sinh đẻ của dương linh vội hỏi rằng anh đang làm cái gì vậy là tôi chiêu hồn giúp nàng Thử tìm xem hồn phách của nàng giúp cuộc ở nơi nào Dứt lời Diệp Tiểu Dương lấy từ trong ba lô một cái la bàn Đặt tấm ảnh ở cửa vào phòng Sau đấy đốt thêm một cây nến Rồi từ trong ba lô lấy thêm ra một sắp tiền vàng mã Mười ngọn lửa từ nến đốt dần dần từng chút một Kỳ lạ ở chỗ Tiền giấy đốt xong Cho tàn liền bay ra ngoài Theo ngoài cửa sổ Mà rõ ràng trong phòng kín lấy đâu ra gió cũng trong lúc ấy Diệp Tử Dương niệm một đoạn chú ngữ như sau Âm tí mở đường Thiên sư cho mời Nhanh chóng dẫn độ quỷ hồn Dương Linh Đến đây phục mệnh Sau đấy Diệp Tiểu Dương lại đem tờ giấy hoàng phiếu Có ghi ngày sinh tháng đẻ của nàng Lột ra khỏi bức ảnh Đem nó đốt đi bằng ngọn nến kia Cho bụi nhanh chóng cháy rụi Rồi là tả rơi xuống đất Vừa mới rơi hết liền thấy một gương mặt mơ hồ dần hiện ra Diệp Tiểu Dương cho rằng đó là quỷ sai đến phụng mệnh Lê vội nắm lấy sắp tiền vàng mã Hướng về phía vị quỷ sai kia ném qua Rồi nói Sai ra đã khổ cực rồi Không có khổ cũng không có cực Bóng người càng ngày càng trở nên rõ ràng Nhưng chỉ lo cúi đầu nhặt tiền Sau đấy bước ra khỏi cánh cửa mở ảo kia Lại ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương Cười xảo trá Dưa dưa Diệp Thiếu Dương xem chút tức chết Vô cùng giận dữ Sao lại là ngươi Nếu đã trở về thì công khai mà đi Chọc ta lúc đang làm phép làm gì chứ Dừa dừa vội vàng xua tay nói Không có không có Lão đại người hiểu lầm ta rồi Ta không phải là cố tình đến tìm chọc người Là ta phụng mệnh đến thôi mà Dừa dừa dương ngẩn người Ta là mời quỷ sai Đâu can hệ gì tới người Dừa dừa thấy lão đại gắt Liền chạy tới ôm lấy bắp chân tạ vũ tình Cười cười nói Vũ tình đại tỷ gần đây gầy đi đấy Tạ vũ tình nghe nó nịnh Lập tức lộ ra nụ cười Đưa tay xoa xoa đầu dưa dưa một cái Tốt tốt Là nữa tỷ tỷ mua kẹo cho ngươi ăn À mà không đúng Là mua vàng mã hóa cho ngươi Này Ngươi có không mau lại đây cho ta Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay Bắn một tia cương khí Giống như một cây roi quốc mông dưa 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 bị ăn đòn Liền hai tay bưng cái mông Không lóc kêu đau Về mặt oán trách Diệp Thiếu Dương Tạ vô tình vừa nghe dưa dưa nịnh hót Trong lòng cảm thấy vui vẻ Liền ra mặt nói đỡ cho dưa dưa Hướng Diệp Thiếu Dương cao mày nói Này, anh đừng có mà tùy tiện động thủ chứ Nó chỉ là đứa trẻ con thôi mà Chương 653 Bồn lá oan hồn thảo Diệp Tiểu Dương thuận miệng trả lời Nó đâu phải con cô Cô bánh nó làm cái gì Tạ Vũ Tình khẽ lườm Diệp Tiểu Dương một cái Sau đây nói Có mà nó là con trai của anh đấy Dư dư trốn sau lưng nàng Cười xảo trá Thôi đừng có tranh nhau đừng tranh nhau mà Hai người một người là cha một người là mẹ của ta Tả vũ tình mặt tỏ ra ngượng ngùng xì một tiếng rồi bật cười Diệp Tiểu Dương thì quay lại sang dưa dưa tay phải nắm cái pháp quyết Ta đang làm chính sự đấy Không có thời gian đùa với người Còn không mau cho ta một câu trả lời Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra Dưa dưa tỏ ra đắc ý Sau đấy nói Lão đại ơi dưới đó phong ta làm quỷ sai Lúc nãy Tần Nghiễm Vương vừa phong quan cho ta xong Nghe thấy lời thỉnh của lão đại Nên ta liền tranh đến đây Nói thêm một chút Tần Nghiễm Vương làm chức vụ công tào địa phủ Chuyên quản lý cầu được ước thấy Diệp Tiểu Dương ngay xong nét mặt tỏ ra vô cùng kinh hãi Ngươi làm quỷ sai Ờ ờ không chỉ có ta Con trai của lão đại thất bảo đó Và tất cả huynh đệ của ta hợp thành một bang Hiện tại tất cả đều nghe theo hiệu lệnh của ta Diệp Tiểu Dương trong lòng khẽ động Dành ngay nghĩ đến một vấn đề Tại sao quỷ phó cùng yêu phó của mình Đều bị âm ti phong quan đây Việc này giúp cuộc vì sao vì thế tiếp tục hỏi Âm ty tại sao không dưng Là muốn phong quan cho người Giờ dừa dự thấy lão đại sắp gắt Liền nói thẳng Không có mà Có thể dưới đấy thấy chúng ta quá rảnh rỗi Sợ chúng ta đi gây chuyện Nên phong cho cái chức quan hữu danh vô thực Để dễ bề quản lý thôi Ta tới định nói cho lão đại biết Còn chưa kịp đến thì thấy lão đại gọi Nếu người không thích ta không làm nữa là được Diệp Tiểu Dương Thấy có hỏi thêm cũng không hỏi được Liền nói Không sao đâu người cứ nhận đi sau này ta đi địa phủ làm việc Tốt xấu gì cũng có mấy người hỗ trợ À phải rồi Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh thế nào Bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ dưới đấy Không có chuyện gì đâu Lão Đại cứ yên tâm Diệp Tiểu Dương vô định nói chuyện với hắn một hồi Nhưng nghĩ có chuyện chưa làm liền bảo hắn đi thôi phủ quân một chuyến Điều tra xem hồn phách của Dương Linh Có ở dưới đó không Dừa dừa cũng không nhiều lời Lập tức xuống phía dưới Mấy phút sau lại trở về nói rằng Ta đến hỏi Tần Nghiễm Vương rồi Ở dưới đấy đích thực không có chuyện hồn của Dương Linh từng đến Hơn nữa trong sổ sinh tử Nàng còn 50 năm Dương Thọ nữa cơ Diệp Tiểu Dương lập tức cả kinh Vẫn còn Dương Thọ Tức là chết ngoài ý muốn Đây thực sự gọi là chết oan Mà còn do tả vật làm hại Thế nhưng quỷ hồn của nàng nếu không đi ti Rõ ràng còn ở trên nhân gian Diệp Tiểu Dương trầm ngâm chốc lát Sau đấy bảo Dư Dư lấy cho mình Một cây oan hồn thảo Giờ giờ biết lão đại đang làm việc chính sự Cũng không nhiều lời Lập tức đi ngay Khẩu quả 20 phút sau trở về Trên tay cầm theo cây cỏ màu tím Hình dạng giống cây đậu hàn lan Cây này vừa đưa đến tay Diệp Thiếu Dương Lập tức phần gốc héo queo Nhưng mà phần lá thì nở ra như là hoa 10 giờ nở Đã vũ tình về mặt hiếu kỳ Đây là cái quái gì vậy? À là bốn lá của cỏ oan hồn Bốn lá có thể lần lượt xem được sinh, tử, hồn bạo oan Diệp Tử Dương nói xong rút ra một lá linh phù màu trắng Mặt mà trên viết ngày tháng sinh đẻ Và họ tên của Dương Linh Sau đấy lại đốt cháy Dùng cho bụi của lá phù Rắc lên trên oan hồn thảo Thiên địa đại đạo Trời xanh hiểu thấu tâm tình Không cần làm vẽ mây che mắt nhân ra Mau chóng được quỷ hồn về tụ Cấp cấp như luật lệnh Chỉ từ dương niệm xong Lại lấy thêm một đồng tiền đúc mẫu nữa Lấy lá oan hồn thảo ra xem từng lá từng lá một có lỗ sâu tiền chỉ một tháng sau bốn lá liền phân ra thành bốn màu hồng bạch xanh trắng khi xem tới lá màu xanh nó đột nhiên héo quát đi diệp tử dương nhìn thấy tình huống này chân mày khẽ nhăn lại lẩm bẩm nói tại sao có thể như vậy được hồi phách của nàng rõ ràng tồn tại lại không hề bị diệt ta không hiểu sao đã không có ở nhân gian lại cũng không ở quỷ vực rốt cuộc nàng đang ở đâu chứ Ta vũ tình tò mò hỏi Sao anh lại nhìn ra được Màu danh lam biểu hiện sinh mệnh đã héo rũ Bởi nàng đã chết Thế nhưng những màu còn lại biểu thị rằng Hiện nàng vẫn rất tốt Hồn phách cũng hoàn chỉnh Chỉ là điều này thật kỳ quái Nếu như hồn phách ở nhân gian Thời điểm khi ta thi pháp tất có cảm giác Thế nhưng một tia cảm giác tôi không có thấy Nói đến đây Diệp Tiểu Dương khẽ cao mày Thực sự không nghĩ ra chân tướng của việc này Nhưng bản thân không thể làm gì khác hơn Nên đành cùng với Dưa Dưa trò chuyện một lúc Hỏi hắn xuống dưới đấy có phát hiện sự việc gì không giờ dừa liền mồm kể lại những sự việc dưới đó Sau khi nghe xong Lại đuổi nó xuống âm ti Giờ giờ vừa đi Diệp Tiểu Dương lập tức cùng tá vũ tình Xem lại một lần cuốn bút ký Chỉ đáng tiếc phần sau hiện không biết đã đi về đâu Mà phần trước đương nhiên cũng không thiếu manh mối Nhưng đương nhiên sẽ có thiếu sót Hiện tại là chỉ có thể trông đợi vào sự điều tra của Lưu Ngân Thủy Mong sao có thể sớm tìm được Kẻ đang nắm giữ nửa cuốn sách kia mà thôi Dì Từ Dương lại lấy ra cuốn vở trắng Của một cây bút Đem những manh mối lớn trong cuốn sổ ghi ra một lượt Sau đấy hướng tạ vô tình nói Trước mắt hãy tạm gác chuyện của Dương Linh đã Nếu căn cứ theo những lời của Lý Hiếu Cường điều tra mà nói Hiện chúng ta có mấy phương hướng để mà điều tra Ông lão kia giờ trở thành người si ngốc Những người năm đấy thoát khỏi kiếp nạn người sống sót vốn không có mấy nhưng nếu như có thể lấy được lời khai của hắn Thì đó mới là manh mối quý giá nhất Còn có lệ phân viên phía sau ngôi trường nữa Nơi đấy không biết còn tồn tại thứ gì Nó cùng với dòng sông đen kia Rốt cuộc quan hệ gì không Mà không biết nơi đó còn đang cất dấu bí mật Kinh thiên động địa gì nữa đây Chưa hết đâu Còn có tòa giải phẫu kia nữa Nhất định phải đi tới căn phòng 408 đó Xem thử xem có chuyện gì Tại sao Lý Hiếu Cường lại nói Nơi đấy giống như một cái linh đường Tạ Vũ Tình suy nghĩ một chút rồi nói Năm đấy Lý Hiếu Cường đi điều tra Phát hiện nơi này xảy ra những chuyện lạ đấy Vì sao lại cho rằng Thực tế là các sự việc chí ít Thì cũng có liên quan tới nhau Là vì sao vậy Cái này phải điều tra thử mới biết được Dì Tiểu Dương lúc này khẽ thở dài Trong lòng thầm nghĩ Việc này quả thực là rắc rối nhất và phức tạp Thực khiến người ta tức sôi máu Tạ Vũ Tình liền nói Tôi cảm thấy trước tiên phải tìm nhà trường để đàm phán é bọn họ phải thừa nhận trong trường học xảy ra chuyện ma quái, sau đó yêu cầu bọn họ hỗ trợ và hợp tác điều tra, thì tôi mới có thể thuận lợi phá án. Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói, ừm, um, tôi sẽ đi cùng cô. Tạ Vũ Tỉnh lúc này đem mọi chuyện ra phân tích một lượt, điều mà nàng quan tâm hàng đầu chính là ai là chủ mưu giật dây bọn người kia theo dõi Diệp Thiếu Dương. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, cái này nhất định phải tìm ra, nếu không tương lai sợ rằng so với quỷ còn khó đối phó hơn. Chúng ta nhất định phải cẩn thận phòng bị đấy Tỷ dụ như anh đi điều tra Tôi sẽ âm thầm theo dõi xem có ai bám theo hay không Nếu như có biến Đại tỷ đây lập tức giúp anh giải quyết Diệp Tử Dương cười nói Thôi có lẽ cô cũng biết ở nước ta Dân thường cầm súng đạn là phi pháp Chẳng may bị tóm được Không vào nhà giam gặp anh em nhà đa tình mới lạ Hắn có thể có muốn lợi dụng anh làm gì đó Tôi cẩn thận nghĩ lại một lượt Hắn đã thuê hai tên kia cầm chân anh trong nhà vệ sinh Lúc đấy trên người chúng lại có súng cơ bản có thừa cơ hội giết chết anh nhưng vì sao bọn chúng không ra tay chỉ lấy đi máy tính sách tay anh nghĩ thử xem là vì sao câu đợi gì thiếu dương trả lời nàng nói tiếp thứ nhất tôi nghĩ bọn chúng không muốn làm lớn chuyện đối với cục cảnh sát mà nói việc trộm gà cướp tiền so với án giết người mà so sánh quả thực vào cuộc điều tra viên tất cả về chất và lượng hoàn toàn khác nhau thứ hai là khả năng mục đích của bọn họ chỉ là ngăn cản anh điều tra nên không muốn giết anh Diệp Tiểu Dương chậm rãi gật đầu Tỏ ra đồng ý với những lời này của nàng Khi ấy bản thân căn bản cũng đã nghĩ tới khả năng thứ ba Thế nhưng bây giờ chưa phải lúc để nói ra Lúc này Diệp Thiếu Dương dừng lại một chút Sau đó rút iPhone 6 gọi cho Lão Quách Đem tình hình âm xào nói sâu qua một lượt Lại bảo hắn chuẩn bị một chút pháp khí Sau đó đến tìm mình Diệp Thiếu Dương vừa cúp điện thoại một lát Lưu Ngân Thủy liền gọi điện tới cho tạ vũ tình Nói cho nàng biết kết quả điều tra tổng thể ban đầu Nói trắng ra Cũng chỉ là không có điều tra ra được Manh mối hay kết quả gì Trường 654 Trần Tướng Cảnh sát đã tìm được manh mối đồng bọn của gã họ Vương Nhưng mới chỉ là tìm thấy chiếc xe hắn dùng để di chuyển Còn hiện tại đã bỏ của chạy lấy người Hiện tại phía cảnh sát chưa biết hắn đã đi tới đâu Tuy là sau đấy chúng ta đã cử người đi những hộ dân và hàng quán gần đó điều tra Lại bảo họ mở dữ liệu cam cho xem Phát hiện có một số camera ghi được hình ảnh của hắn Nhưng hắn đã có phòng bị, mặt đeo khẩu trang, đầu đội mũ lưới chai kín Còn hơn Alan Wicker Vì thế cả bản không cách nào phán đoán chính xác dung mạo Nên đành phải tìm tên họ vương kia ép hắn miêu tả lại Đồng thời nhờ chuyên gia phục hồi hình ảnh trên máy tính Còn những việc kia hiện tại đang điều tra Lực lượng công an trinh sát hiện có năng lực rất mạnh Chi tiết tôi không cần nói quá nhiều À, còn xe cổ cùng điện thoại của hắn Đều là hàng mua ở chợ đen Nên hiện chưa tìm ra dấu vết của hắn Tạ vũ tình ngưng lại một chút Uống hớp nước rồi tiếp tục nói Hiện giờ chúng ta không cần quá lo lắng Bọn họ vẫn đang điều tra Nếu có thông tin gì mới sẽ báo chúng ta biết Diệp Tiếu Dương nghe kết quả này Cũng trong dự liệu của bản thân Nên không quan tâm nữa dựa theo số trên tấm cát của Ngô Hải Bình gọi tới và nói rằng bản thân có chuyện quan trọng cần phải gặp mặt hắn. Ngô Hải Bình cũng không có hỏi kỹ, lập tức bảo bọn họ cứ tới phòng làm việc của mình gặp mặt. Hai người thu dọn qua một chút, sau đấy đi tới phòng làm việc của Ngô Hải Bình. Đi nửa đường, ta vô tình đột nhiên hỏi. Này, Dì Tiêu Dương, trước kia anh cùng pháp thuật triệu hoán dưa dưa cũng được tính là thỉnh quỷ sai đến. Chẳng hạn nếu như người tới không phải là dưa dưa mà là quỷ sai bình thường khác, khi anh thi pháp bọn hắn vẫn sẽ có mặt Và nghe theo hiệu triệu của anh à Ừ vì sao không chứ Đó chính là do tôi thi pháp mời họ tới Tạm vô tình về mặt khó hiểu Thế nhưng tôi nhớ rằng Trước đây có một quỷ sai mang hồn phách của tôi đi Lúc đấy anh đuổi theo sau Còn làm những việc bốn pháp sư không nên làm Lúc đó tôi nghĩ mấy tên quỷ sai kia Chắc là anh không đắc tội nổi Sau này thế nào cũng gây khó dễ cho anh Thế nhưng đến khi anh cần Lại gọi bọn hắn lên Mà tại sao hắn ngoan ngoãn nghe lời như vậy cái này tôi thực sự không hiểu Tuy là nàng diễn tả không hay ho cho lắm Nhưng cũng may vừa đủ Diệp Thiếu Dương hiểu Sau đó nói Nếu như vô duyên vô cớ Lệnh một tên quỷ sai làm việc Hắn sẽ mặc kệ Bởi vì hắn không vốn thuộc quản chế của tôi Nếu như tôi có việc đi tìm địa phủ nhờ hắn làm Hắn cũng có thể không làm Tôi có tức cũng không thể làm gì hắn Nhưng nếu như Tôi làm phép gọi hắn đến Hắn nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của tôi Nếu không Tôi có diệt hắn ngay tại chỗ Cũng không coi là phạm luật Tạ Vũ tình hỏi Vì sao chứ Có phải là vì anh cứ làm phép Là bọn hắn phải tới à Diệp Tiểu Dương nói Pháp lực của đạo sĩ vốn có nguồn gốc xuất phát từ Tam Thanh Giờ dĩ thời điểm tôi làm phép Cũng chỉ là phát đi mệnh lệnh của Tam Thanh Chỉ cần tôi có đủ pháp lực Ngay cả thiên binh thiên tướng đều có thể mời đến Huống hồ chỉ là một tên quỷ sai nhỏ bé Nếu như mệnh lệnh của tôi có lỗi gì Sau này tự nhiên ác có Tam Thanh trừng phạt nhưng mệnh lệnh của tôi Hắn không dám chấp hành Thì đó chính là lỗi của hắn Hắn làm vậy tương đương với cãi pháp chỉ tam thanh Chỉ cần tôi lên trời bầm báo Nửa phút sau Có thể đưa hắn về vườn trồng chuối Thế về mặt ngơ ngơ ngàng ngàng của nàng Diệp Tiếu Dương đành trả lời Vì như thái giám ấy Nếu như hắn có chỉ dụ của hoàng thượng trên tay Ngay cả đại quan nhất phẩm hay tể tướng đương triều Thấy hắn cũng phải quỳ Đương nhiên người ta quỳ là vì thánh chỉ Không phải quỳ vì thái giám nhưng nếu như thái giám không có thánh chỉ Chỉ mang khẩu dụ Cũng đâu có người nào dám hoài nghi tính chân thực Diệp Tiểu Dương lại quay sang nhìn đạ vũ tình Tưởng nàng không có điều gì thắc mắc Nào ngờ bản thân lập tức lại bị đứng hình tại vũ tình lúc này tỏ ra hiểu rõ À tôi đã hiểu rõ rồi Thì ra anh chính là một tên đại thái giám Diệp Tiểu Dương thiếu chút té xỉu Biết là nàng cố ý trêu chọc Nhưng mà bản thân nhất thời muốn nổi nóng lên Muốn nói lý lẽ với nàng nhưng đột nhiên nghĩ đến một câu trả lời vô cùng hợp lý mặc dù có tổn hại hình tượng bản thân nhưng vẫn là không nhịn được nhưng miệng cười rộ lên nói tôi có phải hoạn quan hay không hôm nay cho cô xem thử là biết dứt lời liền vời chạy nhanh tới chỗ tạ vũ tình thấy vậy nàng né qua một bên một lúc sau tạ vũ tình kịp hồi phục tinh thần sau đấy vừa mắng vừa chửi nổi nóng đuổi theo hai người đi tới bên trong ký túc xá ngôi trường nhìn lướt qua thấy ngô hải binh đứng đón tạ vũ tình đem mục đích nói rõ ràng một lượt ngô hải binh nghe xong liền nói lưu ngân thủy đã phái người đến điều tra qua một lượt muốn kiểm tra tòa giải phẫu và video camera giám sát thu được nhưng rất tiếc là thiết bị nơi đấy vốn bị hư từ lâu hiện chưa có sửa chữa thay thế lại và lại nơi đó vốn hẻo lánh sở dĩ chưa bao giờ thuê thợ bảo trì tạ vũ tình không thèm phản bác cái cớ của hắn trực tiếp đem video diệp thiếu dương đối phó với cương thi ghi lại mở được cho anh xem lần nữa ngô hải bình xem xong chán toát mồ hôi lạnh sắc mặt biến thành trắng bệch từ bao giờ bốn tạ vũ tình là một trinh sát viên lão làng nàng thừa biết tấn công vào thời điểm 9-10, lại dùng âm thanh nghiêm khắc tra khỏi, sẽ tạo ra sức ép vô hình khiến người ta phải sợ ngô hải bình trong lòng chưa kịp phòng bị ngẩng đầu nhìn tạ vũ tình nói đa tạ tôi chỉ muốn hỏi một câu Cảnh sát các người cũng tin rằng trên đời thực sự có quỷ ư đại vũ tình quay sang nói Lời này tôi nói thật với anh Tôi chính là trưởng khoa điều tra nghiên cứu sự việc linh dị Ngoài tầm hiểu biết của khoa học Tại cục cảnh sát thành thành Miếng cơm tôi ăn có được Chính là nhờ việc điều tra những việc này Hơn nữa người quay video cũng chính là tôi Không thể là giả được Chính mắt tôi nhìn thấy Bằng chứng vô cùng xác thực Lẽ nào anh muốn nói xạo nữa ư Ngồi bên khẽ thở dài Bắt đầu giải bày những chuyện có lòng cho hai người biết Trên thực tế Thành viên hội đồng quản trị của trường học Đều biết khu nhà đó có chuyện ma quái Nhưng bởi vì khả năng bản thân có hạn Một phần cũng vì không muốn làm lớn chuyện Gây ảnh hưởng đến danh tiếng của trường Cho nên trước nay tôi không hề thừa nhận chuyện này Chuyện tòa nhà số 3 có cương thi Kỳ thực tôi không đơn thuần là biết Hơn nữa Thứ này chỉ là năm xưa tôi bỏ vào đấy Ngô Hải Bình dừng lại uống hớp nước Rồi chậm rãi nói tiếp chịu kịp nói gì thiếu dương vội hỏi cái gì vậy tuy tôi đã sớm đoán được chuyện nơi này có cương thi và nhà trường có khả năng có can hệ nhưng thực sự không ngờ đến anh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy ngô hải bình tiếp tục nói chuyện này phải bắt đầu từ lúc khởi công xây dựng đê kè của hắc thủy câu kia kể ra cũng quái lạ chứ nơi này không hiểu vì sao nước đen như mực ban giám hiệu của trường từng mời chuyên gia tới xem xét lại dùng cả máy móc dò xét qua sau đấy chuyên gia nói rằng Nơi này mặc dù không dài Nhưng tổng thể vẫn có đầu có đuôi Bất quá cả đầu lẫn đuôi Nằm sâu trong sông ngầm dưới lòng đất Dựa vào lớp khoáng vật thăm dò Đại khái lý do hình thành Là do năm đó có một trận đại địa chấn Khiến lòng đất rung chuyển Dưới nứt ra một đoạn sông này Vốn ngay từ ban đầu chưa có nước Nhưng nơi này có hình dạng đặc biệt Khiến nước trong lòng đất bị ép Trào lên như cái miệng giếng Không lâu sau thành ra như vậy Về phần nước trong đấy đen như mực Chuyên gia giải thích đây là bởi vì trong nước có loại khoáng vật đặc thù. Chuyên gia còn... Dừng dừng dừng, dừng một chút. Diệp Tiểu Dương vội vàng xua tay. Không nói tới những thứ chuyên gia nói nữa. Nếu còn tiếp tục, tôi e rằng đến Tết chưa hiểu được vấn đề. Anh cứ kể lên một mạch chuyện chính đi. Vì sao tòa nhà đấy lại cùng cương thi có quan hệ? À, là thế này. Bác của tôi trước kia cũng làm ở trường này. Tôi nghe bác ấy kể lại. Không lâu sau những nơi gần hắc thủy câu xuất hiện cương thi. Đồng thời trong trường học bắt đầu có cương thi làm loạn Sau này điều tra ra được là cương thi từ dòng sông ấy bỏ ra Chúng ta vốn là người thường Đối với sự tình này thực không cách nào giải quyết Sau đấy không thể làm gì khác hơn Xây dựng đê đập cùng tường rào cao Chuyện cũng tạm yên ổn khoảng 3 tháng Nếu cứ như vậy chẳng có chuyện gì để nói Nhưng tựa hồ như nơi đó bị ma ám Không dừng tất cả học sinh của một lớp học Đến đó tự sát tập thể đương nhiên một phần lý do là vì danh tiếng của nhà trường nên không có công bố rộng rãi thông tin ra ngoài trong hồ sơ cũng không có ghi chép được bác của tôi không cách nào liền dùng số tiền lớn đến thái lan thỉnh một vị sư ông này đến đây liền xuống nước thăm dò một lần sau khi lên bờ có nói dưới đó có một ngôi cổ mộ cương thi chính là đến từ cổ mộ ông ta tuy có năng lực phong ấn cổ mộ thế nhưng mà thuật ngữ của dân chuyên nghiệp tôi không hiểu cho lắm nhưng dường như đại khái có ý cái phong ấn dưới nước chỉ là tạm thời Tương lai cần có một người pháp lực cao thâm Tới phá giải phần bên trong Nếu không thì đến một ngày Khí tức tích lũy quá nhiều Sinh ra bạo phát Những điều sau đấy xảy ra Thực sự là sức mạnh của thần tiên Cũng khó lòng có thể ngăn cản Diệu Tiểu Dương nghe xong chậm rãi nói Ừ um, không sai Nếu như bây giờ đấy thực sự là một ngôi cổ mộ Thì khí bên trong không ngừng tích lũy Rồi trở thành bành trướng Bất kể là phong ấn cường đại cỡ nào cũng sẽ có một ngày bị phá vỡ Việc này so với Đại Hồng Thủy không khác nhau là mấy Trận pháp càng mạnh Thì đến lúc bạo phát càng khủng khiếp nói sao quay lại hỏi Ngô Hải Bình Giờ đấy thì sao bị giờ đó làm những việc gì nữa ừ. Vậy là xong Đúng với 10 chương hứa với các bạn Còn bây giờ thì Ngọc Mai xin phép Đừng nói lời chào tạm biệt Hẹn gặp lại các bạn ở các tập sau nhé Các bạn nhớ đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ bọn mình